Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 5151. Cho dù là một đòn tùy ý, cũng không phải là thứ mà hắn và Tuyệt Thiên Quan này có thể chịu đựng được. Hơn nữa, Khổng Tề Thiên không chỉ nổi tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ, mà trong chư thiên thần giới, cũng có thể nói là người đứng đầu một giới. Tuy nói ông ta không phải là giới chủ thật sự, nhưng cũng nắm trong tay quyền sinh sát của một giới. Một người như ông ta, nếu ông ta thật sự can thiệp vào vấn đề này, kỳ thật không ai có thể làm gì được ông ta. Chàng trai trẻ cắn răng, tuy rằng trong ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao lệnh bài Huyền Vũ ra. Khi bàn tay của ông ta xòe to, bốn lệnh bài lửa màu đỏ rực bay thẳng ra ngoài. Ý tôi là bảo cậu giao nộp toàn bộ, giọng điệu của Khổng Tề Thiên không mang theo khí tức, hơn nữa trong ánh mắt, càng không buồn không vui, chỉ có sự thờ ơ hủy diệt muôn dân. Ông ức hiếp người quá đáng. Lệnh bài Huyền Vũ là của Tuyệt Thiên Quan, không phải cho giới Thương Lan các người. Các người làm vậy là đang cướp bóc trắng trợn, chàng trai trẻ phẫn nộ phản bác. Trời đất vô tình, lấy vạn vật làm chó săn. Tất cả vốn là vật ngoài thân, cần gì phải chấp nhặt. Giọng điệu của Khổng Tề Thiên bình thản, nhưng lời này vừa thốt ra khỏi miệng, toàn bộ Tuyệt Thiên Quan đều rung chuyển, ngay sau đó, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nó đang sụp đổ. Dừng tay, chàng trai trẻ vội vàng xua tay với Khổng Tề Thiên nói, tôi giao ra là được chứ gì. Ánh sáng đỏ lóe lên, hàng trăm lệnh bài màu đỏ thẫm bay ra cùng lúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều ớn lạnh, rõ ràng là Khổng Tề Thiên đang phá vỡ quy tắc, vừa ra tay đã ép buộc bên phía Tuyệt Thiên Quan giao ra hơn trăm lệnh bài Huyền Vũ. Có thể nói ông ta đang phá vỡ sự cân bằng. Nếu như nói lấy được một tấm lệnh bài Huyền Vũ có thể tự do ra vào trong hành lang thời không, tránh bị rất nhiều quái vật mạnh tập kích quấy nhiễu vậy thì thực lực có được khi mang theo hơn 100 lệnh bài Huyền Vũ gần như có thể nghiền ép tất cả cao thủ cùng cấp. Thậm chí, một người bình thường với thiên phú chẳng ra gì cũng có thể lội ngược dòng nâng cao thực lực. Huống hồ là thiên tài vô cực tử của đại giới, mà giới Thương Lan chiếm được hơn 100 tấm lệnh bài Huyền Vũ, sẽ có người mất đi số lượng lệnh bài Huyền Vũ tương đương. Đối với những người mất đi lệnh bài Huyền Vũ mà nói, mỗi lần tiến lên một bước trong hành lang thời không, chẳng khác nào cách địa ngục gần hơn một bước. Vô cực tử tiện tay nhận lấy lệnh bài, cười khẩy, vô cùng ngạo nghễ nói, sớm đã nói với anh rồi, mau chóng giao ra lệnh bài Huyền Vũ, tránh bị sỉ nhục. Bây giờ thì sao, còn không phải là vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng sao? Mọi người đều nhìn thấy sự kiêu ngạo và ương ngạnh của vô cực tử, thầm ghi hận trong lòng. Bọn họ làm vậy là tước đi quyền dấn thân vào con đường thử luyện của những người khác, cũng phá vỡ các quy tắc cạnh tranh công bằng. Nhưng đối mặt với thực lực siêu nhiên của Khổng Tề Thiên, mọi người cũng chỉ là dám giận mà không dám nói. Ngay cả chàng trai trẻ trên Tuyệt Thiên Quan, ở trước mặt Khổng Tề Thiên cũng gần như không có sức lực để đánh một trận, huống chi là bọn họ. Chương 5152. Tiêu Chính Văn ở bên cạnh quan sát. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Võ Anh Hào nói, có thể ra tay rồi. Cái gì, cả người Võ Anh Hào đều thấy bất ổn. Trước đó Khổng Tề Thiên chưa tới ra tay còn có cơ hội, nhưng ngay lúc này lại ra tay, có phải hơi kiêu ngạo quá rồi không? Vấn đề là thực lực của Khổng Tề Thiên này hình như còn mạnh hơn phân thân ở vùng ngoài lãnh thổ không biết bao nhiêu lần. Nếu như thật sự ra tay cướp đoạt, có thể thắng được hay không tạm thời không nói đến. Chỉ sợ là ngay cả cơ hội trở về an toàn cũng chẳng có. Nhưng không đợi Võ Anh Hào lấy lại tinh thần, Tiêu Chính Văn đã ra tay trước một bước. Tốc độ của Tiêu Chính Văn quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả Võ Anh Hào cũng không kịp phản ứng lại. Những người khác lại càng không ngờ được, vào thời điểm mấu chốt này, nửa đường lại có người cắt ngang. Theo đó một ánh sáng vàng hiện lên, ngay cả vô cực tử cũng không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy hình như trước mắt xuất hiện một luồng ánh sáng vàng, chói lóa đến mức hắn cũng không tài nào mở hai mắt ra được. Chờ đến khi hắn bình tĩnh lại, mấy trăm tấm lệnh bài từ trên xuống dưới ở trên người đã không cánh mà bay. Hắn bị cướp sạch rồi ư? Tiêu Chính Văn không hề khách khí lấy mấy trăm tấm lệnh bài Huyền Vũ bỏ vào trong túi, ngay khi hắn xoay người muốn rời đi, Khổng Tề Thiên cũng định thần lại. Kẻ nào to gan như vậy? Khuôn mặt Khổng Tề Thiên không còn vẻ bình tĩnh. Mà thay vào đó là sự ngạc nhiên và sửng sốt. Trước mặt ông ta, ai dám làm càn như vậy? Anh muốn chết hả? Vô cực tử định thần lại, một kiếm quét ngang ra, kiếm khí kinh khủng chém xuống. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn vô cực tử,
lập tức nhẹ nhàng vung tay lên. Trông có vẻ Tiêu Chính Văn chỉ có lực chiến đấu chuẩn thánh cấp 1, nhưng nơi này là hành lang thời không, nói cách khác, nơi thời không này vốn đã rối loạn, mà cảnh giới của bất luận kẻ nào ở chỗ này, đều chỉ có thể phát huy ra một phần thực lực. Ngược lại, đạo cảnh trong hành lang thời không có thể phát huy được nhiều hơn. Nói cách khác, Tiêu Chính Văn vốn dĩ có đạo cảnh cực cao, giờ phút này, chẳng khác nào chắp thêm đôi cánh cho thực lực của anh tăng mấy lần. Cùng với một cú vung tay này, một luồng khí vận đế vương lan ra giữa trời và đất. Rầm, hai luồng sức mạnh vừa mới đụng vào nhau, Vô Cực Tử đã bị thổi bay chảy máu bởi lực phản vệ dữ dội. Phân thân của Khổng Tề Thiên cũng bay tới gần Tiêu Chính Văn, giơ tay lên đánh một chưởng không thể địch nổi vào sau lưng Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nhạt, tuy rằng cảnh giới của đối phương vượt xa anh, thậm chí còn không biết cao hơn anh bao nhiêu cấp, nhưng nơi này là hành lang thời không, đạo cảnh mới là vương đạo. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn xoay người, ánh sáng màu bạc lóe lên trong tay áo Tiêu Chính Văn, ngay sau đó, cây giáo bá vương bắn ra theo chiều ngang. Một luồng khí tức bá đạo thiên hạ quét ngang trong nháy mắt, ngay cả trời đất một phương cũng rung chuyển. Chương 5153 khoảnh khắc cây giáo bá vương xuất thế, khí tức chấn động đất trời đó cũng khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Không chỉ bởi vì khí tức của Tiêu Chính Văn quá mức chấn động, mà bởi vì phân thân của Khổng Tề Thiên ở đây, cướp đoạt lệnh bài huyền vũ cho người của giới Thương Lan, nhưng ngay khi mọi chuyện sắp thành, giữa chừng lại bị Tiêu Chính Văn giết tới, hớt tay trên của Khổng Tề Thiên. Tất cả những hành động của Tiêu Chính Văn, thậm chí có thể dùng câu đoạt thức ăn trước miệng cọp để hình dung cũng không quá. Thế nhưng, đối mặt với một nhân vật giới chủ cấp 1 như Khổng Tề Thiên, hành động của Tiêu Chính Văn quả thực là đang tìm đường chết. Tuy rằng đó không phải là chân thân của Khổng Tề Thiên, chỉ là một phân thân thôi, nhưng cũng đại diện cho Khổng Tề Thiên và giới Thương Lan. Khổng Tề Thiên của giới Thương Lan là một nhân vật lớn nổi tiếng trong chư thiên thần giới. Chính bởi vì sự tồn tại của ông ta, bên trong giới Thương Lan mới có một nhà thờ Khổng Thánh. Nhà thờ Khổng Thánh này có thể nói là một kiến trúc có tính tiêu biểu của giới Thương Lan, không chỉ có địa vị tôn sùng độc nhất vô nhị tại giới Thương Lan, ngay cả ở những đại giới khác, cũng không dám khinh thường. Từ 1.800 năm về trước, khi Khổng Tề Thiên đột nhiên xuất hiện đến nay đã khuấy động thế cục, trở thành giới chủ của giới Thương Lan, ai ai cũng đều kính sợ Khổng Tề Thiên. Bởi vậy, mọi người xung quanh mới kinh ngạc như thế. Còn chàng trai ở trên Tuyệt Thiên Quan chính là thành chủ của Tuyệt Thiên Quan, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Dù sao Tuyệt Thiên Quan cũng không giống với những thành trì phổ thông khác, với tư cách là quan thành một phương đương nhiên thành chủ cũng không thể so sánh với thành chủ của những thành trì bình thường. Đặc biệt nơi này là lối đi duy nhất dẫn đến thành Huyền Thiên, cửa ải trọng yếu do hắn trấn thủ, bởi vậy có thể thấy thực lực của người này nhất định không hề đơn giản. Nhưng với thực lực của hắn, mà ngay cả một ánh mắt của Khổng Tề Thiên cũng không thể chịu được, điều này càng nói rõ rằng, thực lực của Khổng Tề Thiên đáng sợ đến mức nào. Hoặc là nói, nhân vật đạt tới cảnh giới giống như ông ta, xuất hiện ở nơi này, đã là một sự tồn tại có thể nghiền ép tất cả mọi thứ. Hơn nữa, dựa theo quy tắc của hành lang thời không, căn bản không cho phép người như ông ta xuất hiện bên trong hành lang thời không. Bản thân Khổng Tề Thiên cũng vô cùng tự tin, một mình gánh vác mọi việc, ngạo nghễ bốn phương, trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn chẳng qua cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không biết trời cao đất dày mà thôi, chỉ cần ông ta phất tay thì có thể khiến Tiêu Chính Văn hóa thành cho bụi. Chỉ có điều bây giờ ông ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai đã biết rõ thân phận của ông ta mà lại dám làm chuyện tranh cướp như vậy. Hơn nữa, bóng lưng của người này khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng quen mắt, chỉ có điều nhất thời trong tích tắc, ông ta không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Dù sao ông ta cũng đã dừng chân ở chư thiên thần giới hơn 1.800 năm, từng có vô số kẻ địch bị ông ta dẫm đạp dưới chân. Chương 5154 do dự trong chốc lát, Khổng Tề Thiên bước một bước về phía chân trời, như một vị thánh nhân chí cao vô thượng, tùy tiện phất tay một cái, một dải ngân hà đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Dải ngân hà kia cũng là trường hà thời không, ánh sáng vô tận của các vì sao và khí tức của thời gian, khiến cho những người có mặt ở đây đều đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, Khổng Tề Thiên như thể thay đổi đất trời. Ở bên trong dải ngân hà kia, một màn xương trắng dâng lên, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hình thành một khối bùn đất, lại lấy khối bùn đất này làm trung tâm, hình thành một tinh cầu. Ở bên trên tinh cầu kia, vô số sinh linh không ngừng tuần hoàn sinh sôi nảy nở,
cho đến cuối cùng, toàn bộ tinh cầu lâm vào tĩnh mịch, sau đó vỡ thành vô số mảnh thiên thạch cùng các loại tinh vân. Những mảnh thiên thạch cùng với các loại tinh vân kia rất nhanh đã bị tinh hà vô tận tách ra. Chỉ để lại một luồng sức sống, khắc sâu vào lòng bàn tay của Khổng Tề Thiên. Ngay sau đó, lại là một khí thức màu đỏ dần dần ngưng tụ, một giây sau lại hình thành một mặt trời. Cùng với mặt trời gay gắt mới hình thành, những hạt bụi bám xung quanh dần dần hóa thành từng hành tinh, tất cả hành tinh vây quanh mặt trời vẫn xoay tròn. Sinh mệnh và cái chết bắt đầu luân chuyển trên những hành tinh này. Khi mặt trời này tiêu vong, tất cả hành tinh đều rơi vào trạng thái tĩnh mịch chết chóc. Ngay sau đó, một luồng tử khí cũng theo đó khắc sâu vào trong lòng bàn tay Khổng Tề Thiên. Lấy sinh tử làm tâm niệm, lấy muôn dân làm dấu ấn, diễn hóa thiên đạo luân hồi, hai khí sinh tử cùng với năm tháng vô tận khuấy động trong không khí. Ánh mắt Khổng Tề Thiên u ám như nước, không hề có một tia khí tức, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Giờ này khắc này Khổng Tề Thiên như chùa tể có quyền sinh sát muôn dân thiên hạ trong tay, vạn vật và tất cả cường giả trên thế gian đều quỳ bái dưới chân ông ta. Khoảnh khắc này, Khổng Tề Thiên chẳng khác gì vị đại thánh tôn hiền, liếc mắt nhìn chúng sinh. Trong mắt ông ta, tất cả chúng sinh bên dưới đều nhỏ bé như con kiến, dù chỉ là một ý niệm cũng có thể tùy ý định đoạt sự sống chết của con người. Giờ phút này, ngay cả Võ Anh Hào cũng không chịu được mà nuốt nước bọt. Thực lực khủng bố như thế này, đừng nói là anh ta, dù cho tất cả mọi người ở đây đồng loạt ra tay, e rằng cũng không địch nổi một ngón tay của Khổng Tề Thiên. Bởi vì thực lực của ông ta so với mọi người ở đây, đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cũng giống như so một hành tinh với vô số thiên thạch, cho dù những thiên thạch này không màng sống chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng lắm cũng chỉ lưu lại một cái hố thiên thạch mà thôi. Khó mà có thể tạo ra bất cứ thương tổn có tính thực chất nào trên hành tinh. Suy nghĩ quyết định sống chết vốn là một suy nghĩ, Khổng Tề Thiên chậm rãi mở lời, bỗng dưng một luồng khí tức bao phủ khắp nơi, đồng thời dung hòa giữa trời đất và hai khí sinh tử. Ngay cả cổng thành Tuyệt Thiên Quan cũng không chịu đựng nổi sự thách thức của hai khí sinh tử, bỗng chốc dung chuyển kịch liệt. Tất cả những điều này trông có vẻ rất chậm, kỳ thực chỉ trong thời gian một hơi thở mà thôi. Tay Tiêu Chính Văn cầm cây giáo bá vương đứng song song với Khổng Tề Thiên, một bên là hai khí sinh tử hình thành khí tức luân hồi, một bên là khí tức bá đạo vô song. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 5155 cả hai đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Cuối cùng vẫn là Khổng Tề Thiên ra đòn trước, ông ta chỉ điểm một cái, như thể trong chốc lát sáng tạo ra một phương vũ trụ lớn. Khiến toàn bộ đất trời đều tan vào trong mây. Vũ trụ mênh mông bát ngát đó như thể muốn hủy diệt tất cả thế gian này. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn nắm chặt cây giáo bá vương trong tay, cũng hơi dao động, một luồng ánh sáng màu bạc như gợn sóng, chảy xuôi trên thân cây giáo bá vương. Xoạt, ánh sáng màu bạc lóe lên ở đầu mũi nhọn của cây giáo, một đòn tung ra, cây giáo xuất chiêu như rồng. Tất cả được thực hiện hết sức thành thục, không hề dây dưa dài dòng. Nhát giáo này đâm ra, toàn bộ vũ trụ như thể bị uy lực của nó làm cho chấn động tan vỡ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Khổng Tề Thiên, giải ngân hà vô tận và khí tức sinh tử, thậm chí ngay cả một phương trời do ông ta diễn hóa ra cũng biến thành hư không trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ trước đó đều tựa như ảo mộng, một nhân vật kinh khủng như vậy, tuyệt đối vượt qua tất cả những cường giả trong truyền thuyết trên địa cầu. Rầm, luồng sáng màu bạc chiếu xuống. Tất cả mọi thứ trước mắt đều bỗng chốc biến mất không thấy gì nữa, Khổng Tề Thiên, giải ngân hà, vũ trụ đều không thấy tăm hơi bên trong luồng ánh sáng bạc kia. Tòa Tuyệt Thiên Quan sừng sừng nghìn năm vậy mà lại sụp đổ dưới luồng ánh sáng bạc. Luồng ánh sáng tiêu tan, xung quanh nơi đâu còn thân ảnh của Khổng Tề Thiên. Theo lý mà nói, phân thân của ông ta không nên xuất hiện bên trong hành lang thời không, nhưng vào giờ phút này, không chỉ phân thân Khổng Tề Thiên từng nghiền ép tất cả đã biến mất không thấy tăm hơi, mà ngay cả Tuyệt Thiên Quan cũng bị san phẳng. Tất cả mọi người bị dọa ngu người, Võ Anh Hào càng ngây ra như phỗng. Mãi tới giờ khắc này, Võ Anh Hào mới hiểu được, Tiêu Chính Văn là một nhân vật kinh khủng đến mức nào. Tuy nói cảnh giới của anh ta cũng là chuẩn thánh cấp 1, nhưng cảnh giới đại thánh cũng chỉ đến thế mà thôi. May mắn vì từ trước tới nay, anh ta vẫn có quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đối địch với người đàn ông như vậy, dù có bao nhiêu con át chủ bài, có chỗ dựa mạnh cỡ nào thì kết quả cuối cùng cũng có thể đoán được.
Chẳng trách từ trước đến nay, các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ và thiên đạo minh ước đều chưa từng được Tiêu Chính Văn coi trọng, thậm chí ở trước mặt Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng cũng chỉ như một con kiến. Giờ này khắc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu, ở dưới thực lực tuyệt đối thì thiên đạo minh ước, nhà họ Khổng hay chư thiên thần giới gì đó đều chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hơn nữa thực lực của đối phương đang đột phá với tốc độ ánh sáng, phải biết rằng, võ anh hào có ngày hôm nay đều dựa vào thánh huyết đế tuấn. Chương 5156 còn Tiêu Chính Văn thì sao? Anh không có thánh huyết đế tuấn để tăng cường sức mạnh, càng không phải là hậu duệ hoàng tộc, hoàn toàn dựa vào ngộ tính của mình, một đường đi đến hôm nay. Mà điểm cuối cùng của Tiêu Chính Văn ở đâu? Chí ít võ anh hào không dám suy đoán, cũng không có tư cách suy đoán. Những người khác có mặt ở đó cũng vô cùng kinh hãi. Nhất là Vô Cực Tử và chàng trai ở Tuyệt Thiên Quan lại càng vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Giao hết ra đây, Tiêu Chính Văn giơ một tay ra, rồi đi về phía hai người phía trước, không vui không buồn nói. Bốn chữ này như thánh chỉ của trời xanh, dọa chàng trai trẻ tuổi quỳ rạp xuống đất. Giờ này khắc này, hắn thậm chí không dám có ý nghĩ phản kháng. Dường như chỉ cần hắn có ý định phản kháng thì sẽ chết trong tay người đàn ông trước mặt này. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kính sợ, thậm chí đã có không ít người chậm rãi quỳ xuống bái lạy. Vô Cực Tử đặt hết tất cả lệnh bài huyền vũ vào lòng bàn tay, rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chính Văn, đối mặt với nhân vật mạnh mẽ mức độ này, hắn không dám có ý nghĩ phản kháng. Lệnh bài huyền vũ đương nhiên quan trọng, nhưng chẳng là gì so với tính mạng. Chỉ vẻn vẹn một nhát giáo, uy lực đánh ra đã san bằng Tuyệt Thiên Quan. Sức chiến đấu cỡ này thì người nào mới có thể đối địch? Mấu chốt nhất là Khổng Tề Thiên cũng không phải là đến tham dự thử luyện thiên tài, mà ông ta là một nhân vật mạnh mẽ tương đương với giới chủ. Bởi vậy, mỗi người đều ngầm mặc định sự mạnh mẽ của ông ta, hơn nữa cũng có thể tiếp nhận loại sức mạnh lớn vượt qua tất cả kia. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ là thành viên thí luyện thôi. Thế mà anh lại sở hữu sức mạnh còn hùng mạnh hơn cả Khổng Tề Thiên. Thậm chí một nhát giáo đã hủy diệt toàn bộ Tuyệt Thiên Quan, đánh tan một phân thân của Khổng Tề Thiên, đây quả thực là một phạm trù vượt qua tất cả sự tiếp nhận và nhận biết của mọi người. Từ khi có tòa quan thành Tuyệt Thiên Quan đến nay, bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu tuyệt đại thiên tài đều không thể làm tổn hại một góc của quan thành, thậm chí chân thân của Khổng Tề Thiên đích thân tới cũng không làm được. Thế nhưng, lại bị một nhát giáo của Tiêu Chính Văn san phẳng. Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên. Lấy ra hơn nghìn tấm lệnh bài huyền vũ từ trong ngực, rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chính Văn, run rẩy nói, tất cả đều ở đây. Tuyệt Thiên Quan, đây là một trong bốn lối vào thập phương đại giới của chư thiên thần giới, nơi này cũng là lối vào hành lang thời không dẫn đến 10 đại giới. Lúc này, Tiêu Chính Văn lấy hết tất cả lệnh bài huyền vũ của Tuyệt Thiên Quan, cũng có thể nói, tiếp theo sau khi thiên tài của hàng chục đại giới tới Tuyệt Thiên Quan sẽ không thể nhận được sự bảo vệ của lệnh bài huyền vũ. Đối với mấy chục đại giới kia mà nói, chuyện này vô cùng lớn, cứ như bầu trời sắp sập xuống. Chương 5157 trước khi mọi người định thần lại, bóng dáng Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào đã biến mất. Dù biết Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào đã đi rất xa, nhưng rất nhiều người vẫn không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy tướng mạo của Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào thì sẽ bị diệt khẩu. Mãi đến nửa giờ sau, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không phải người bình thường, đều là thiên tài đến từ một đại giới nào đó, thuộc thế hệ trẻ, họ là sự tồn tại không thể khinh thường một phương. Dẫu sao, người có thể được một đại giới nào đó lựa chọn đến hành lang thời không tiếp nhận thử thách thì sao có thể là kẻ tầm thường. Ngày thường, bọn họ đều là nhân vật tối cao, cho dù ở trong một đại giới nào đó, bọn họ cũng có thể tung hoành không chút kiêng dè, mỗi người họ đều là một cường giả tuyệt đối một phương. Nhưng đối mặt với chiến tích phá hủy Tuyệt Thiên Quan bằng một đòn giáo của Tiêu Chính Văn, họ đã hoàn toàn mất niềm tin. Thậm chí, lúc này nhiều người đã có suy nghĩ rút lui. So với người như vậy, bọn họ sao có thể gọi là thiên tài? Chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thôi bỏ đi, cuộc thử luyện ở hành lang thời không này không phải là thiên hạ của chúng ta nữa rồi, đi thôi. Một vị thiên tài trong đó thở dài cảm thán. Anh ta chưa bao giờ đến vùng ngoài lãnh thổ, chứ đừng nói đến giới thế tục, anh ta cũng chưa từng nghe nói đến người tên Tiêu Chính Văn. Nhưng anh ta cũng là thiên tài của một đại giới, thậm chí ngay cả những người như Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng chỉ đáng sách xếp cho anh ta.
Hơn nữa, ở đại giới đó, anh ta có tài nguyên vô cùng phong phú, cho nên anh ta từ rất sớm đã được bồi dưỡng trở thành cao thủ chuẩn thánh cấp 3. Trước khi gặp Tiêu Chính Văn, anh ta tràn đầy tự tin, với thực lực và cảnh giới của mình, lần này thử luyện ở hành lang thời không nhất định anh ta có thể đi tới thánh điện thời không cuối cùng. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ta đã hoàn toàn mất đi sự tự tin, thậm chí không muốn ở trong hành lang thời không thêm một giây nào nữa. Nhiều thiên tài như anh ta cũng quay người đi về phía lối ra vào, lúc này bọn họ mới thực sự hiểu bản thân mình khi so sánh với thiên tài chân chính thì nực cười cỡ nào. Trong số những người thử luyện lần này, sao lại có một tên yêu nghiệt như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta chính là thánh tử Tề Thiên của thiên giới thánh vực, sắc mặt Vô Cực Tử u ám đến mức như sắp nhỏ ra nước? Không thể nào, người của thiên giới thánh vực không phải thông qua lối này để vào hành lang thời không? Đúng vậy, thánh tử Tề Thiên không có khả năng xuất hiện ở trên đường thử luyện, anh ta phải xuất hiện ở cửa ải thứ ba mới đúng. Không ít người bắt đầu suy đoán thân phận thực sự của Tiêu Chính Văn. Nghe nói lần này sánh vai cùng thánh tử Tề Thiên còn có 3 người nữa, chẳng lẽ anh ta là một trong số đó sao? Một vị thiên tài khác bên cạnh cau mày hỏi. Chương 5158. Bởi vì cuộc thử luyện ở hành lang thời không lần này không giống trước đây, thánh điện thời không cũng sẽ mở ra, chỉ cần có thể đi tới thánh điện thời không thì sẽ trở thành đại thánh. Vì vậy, rất nhiều thiên tài xuất chúng hiếm gặp và những đứa con của trời thật sự cũng tham gia. Những nhân vật giống như thánh tử Tề Thiên cũng trà trộn vào trong những thiên tài bình thường, tiến vào hành lang thời không. Từ xưa tới nay, những lần thử luyện thời không như vậy rất hiếm khi xuất hiện, vì vậy những người như bọn họ trước đó có thể đã trở thành nhân vật nổi tiếng được nghênh đón, nhưng bây giờ họ chỉ có thể làm phông nền cho người khác. Hừ, chắc chắn sau này sẽ có trò hay để xem, Vô Cực Tử cười khẩy nhìn Tuyệt Thiên Quan đã bị san bằng. Chuyện lớn như vậy hoàn toàn không thể che mắt thiên hạ, tuy đây chỉ là một trong 4 lối ra vào lớn, nhưng sức ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Mấy chục thiên tài đại giới đều phải trở về đường cũ, tin tức này rất nhanh truyền khắp chư thiên thần giới. Trên một con đường thử luyện khác, mọi người vừa nhận được tin tức đã trở nên náo động. Cái gì, Tuyệt Thiên Quan bị người ta san bằng rồi ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đâu chỉ mỗi Tuyệt Thiên Quan bị san phẳng, mà hàng ngàn lệnh bài huyền vũ đã bị cướp đi. Hơn nữa, tôi còn nghe nói rằng phân thân của Khổng Tề Thiên cũng bị người đánh tan rồi. Cái gì? Phân thân của Khổng Tề Thiên cũng xuất hiện ở Tuyệt Thiên Quan hả? Đột nhiên, tất cả những lời thảo luận sôi nổi tạo thành những làn sóng nghị luận ngập trời. Trong nháy mắt, tin tức này đã truyền khắp chư thiên thần giới. Giới Thương Lan, giới Vô Tướng, giới Hoa Thiên và các đại giới khác, gần như đồng thời chấn động. Bởi vì các thế lực khắp nơi và các đại giới đều cử đệ tử ưu tú đến hành lang thời không, nên mỗi một thế lực đều đang theo dõi chặt chẽ động tĩnh của hành lang thời không. Vì vậy, bỗng chốc tin tức này gần như bùng nổ trong chư thiên thần giới. Lúc này, trong một tòa cung điện hùng vĩ ở phía bắc giới Thương Lan, một ông lão đang ngồi trên vị trí ngay chính giữa đài cao, giảng kinh cho các đệ tử bên dưới. Đây chính là đại vực được thành lập bởi một nhánh của hoàng đế ở chư thiên thần giới. Hơn nữa ở trong giới Thương Lan, bọn họ và nhà họ Khổng được xưng là hai gia tộc lớn dị vực. Không có lý do nào khác. Chỉ bởi vì hai gia tộc lớn này đến từ địa cầu, hơn nữa hai gia tộc lớn này đều là sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong giới Thương Lan. Nếu Thiên Nhi còn sống, bây giờ chắc cũng bước vào hành lang thời không để tiếp nhận cuộc thử luyện rồi nhỉ. Chẳng qua đáng tiếc, Thiên Nhi nó, ông lão nói tới đây, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ thương tiếc. Ông ta đã từng tính toán thông qua 36 quẻ để biết trước thiên cơ, nhìn thấy chuyện phát sinh ở Tuyệt Thiên Quan. Nhưng đáng tiếc là ngay cả khi ông ta thành công cũng không thể xuyên qua tầng sương mù dày đặc để nhìn rõ những gì xảy ra lúc ấy. Tục ngữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ, thiên tài như vậy nhất định là con cưng của trời, sao có thể để chúng ta nhìn thấu được chứ? Chúng ta dừng lại đi, một ông lão bên cạnh khuyên nhủ. Tôi chỉ muốn biết người này có thể trở thành một thiên nhi khác hay không, hơn nữa tôi còn muốn xác định cậu ta có phải đến từ mẫu tinh hay không, ông lão nhíu mày, trầm giọng nói. Chương 5159. Mẫu tinh trong miệng ông ta chính là địa cầu. Kể từ khi một nhánh của hoàng đế tới chư thiên thần giới, mấy chục ngàn năm nay không có tin tức gì về địa cầu. Kỳ thực dù có bị ông đoán được thì có ích gì chứ? Loại thiên tài như vậy chắc chắn có con đường của mình,
tôi với ông hoàn toàn không thay đổi được, ông lão bên cạnh lại khuyên nhủ. Nghe thấy vậy, ông lão kia đang suy nghĩ cuối cùng hít một hơi thật sâu, đặt giáp cốt trong tay xuống. Tuy nhiên, tin tức Tuyệt Thiên Quan bị san bằng khiến mọi người quá kinh hãi, không chỉ giới Thương Lan chú ý tới chuyện này mà toàn bộ các giới ở phía Bắc cũng đang bàn luận sôi nổi. Đó là Tuyệt Thiên Quan đấy. Sở dĩ có tên là Tuyệt Thiên Quan là bởi vì quan thành này là do một vị đại thánh đích thân xây dựng, không chỉ cực kỳ kiên cố, hơn nữa mấy đại trận phòng ngự cũng là trận pháp cấp thánh. Một tòa thành như vậy, ai có thể san bằng nó bằng một đòn chứ? Cùng lúc đó, ở một bên khác của bức tường thành vũ trụ, một ông lão tóc bạc ngồi trên đài sen, nhìn vết nứt trên bức tường thành vũ trụ. Ngay lúc ông lão đang chậm rãi giơ trường kiếm lên, chuẩn bị chém vào vết nứt, một luồng sáng bay về phía ông ta, sau đó, một thanh niên áo trắng đi tới bên ông lão, nói, tôn giả. Bên hành lang thời không có tin tức động trời. Tin tức gì, ông lão cau mày hỏi, chậm rãi buông thanh kiếm dài xuống. Tuyệt Thiên Quan xảy ra chuyện, bị ai đó san phẳng bằng một nhát giáo, bây giờ Tuyệt Thiên Quan đã không còn tồn tại. Thiếu niên áo trắng dè dặt nói. Gì cơ, ông lão này tên là Thiên Kiếm Thánh Quân. Ông ta là một trong 10 trưởng lão của Vạn Kiếm Tông. Vốn dĩ ông ta cũng không để ý tới chuyện ở hành lang thời không, dù sao ông ta cũng là nhân vật lớn một phương ở chư thiên thần giới, sao ông ta có thể để ý tới nơi tu luyện của các tiểu bối chứ? Hơn nữa, mục đích chuyến đi này của ông ta là phá vỡ kết giới vũ trụ. Tuy nhiên, khi nghe thấy tin này, trong mắt ông ta lóe lên vẻ kinh ngạc. Cho dù là ông ta... dùng toàn lực tung ra một đòn cũng chỉ có thể để lại trên tường thành Tuyệt Thiên Quan một vết kiếm mà thôi. Đối phương lại có thể san bằng Tuyệt Thiên Quan chỉ bằng một nhát giáo, điều này không thể không khiến ông ta chú ý. Cậu ta dùng cây giáo gì? Sắc mặt Thiên Kiếm Thánh Quân u ám hỏi. Với cảnh giới thánh cảnh cấp 1 của ông ta cũng căn bản không thể làm được, rốt cuộc đối phương là nhân vật lợi hại đến mức nào? Bên trong cuộc thử luyện ở hành lang thời không, sao lại xuất hiện cường giả thánh cảnh? Ngay cả đám người Bạch Khởi bước vào hành lang thời không cũng không xảy ra chuyện như thế, chư thiên thần giới nghiêm cấm việc cường giả thánh cảnh xuất hiện trong hành lang thời không. Chương 5160 bất cứ ai vi phạm điều cấm kỵ này cũng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người. Quan trọng nhất là từ cảnh giới chuẩn thánh đến thánh cảnh cấp 1 trông có vẻ chỉ có 9 cảnh giới nhỏ, nhưng trên thực tế, 9 cảnh giới nhỏ có độ khó như lên trời. Bắt đầu từ chuẩn thánh cấp 1. Mỗi khi tiến lên một cảnh giới, cần tích lũy và lắng đọng gấp ngàn lần so với thiên cảnh. Nói cách khác, trong thế hệ trẻ, không có khả năng xuất hiện một cao thủ thánh cảnh. Theo tôi được biết, có lẽ là cây giáo bá vương, nhưng Hạng Vũ đã chết, tin tức này chắc chắn không hề sai. Mà người thừa kế cây giáo bá vương có lẽ là một người trẻ tuổi mới đúng. Người đàn ông áo trắng trầm giọng nói. Tin tức Hạng Vũ chết là do nhà họ Khổng truyền đến chư thiên thần giới. Nên tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng cho dù Hạng Vũ sống lại, cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Bởi vì nơi đó là Tuyệt Thiên Quan, lực phòng ngự của Tuyệt Thiên Quan quá mạnh, không phải thánh nhân cấp 1 thì căn bản không thể làm nó tổn hại dù chỉ một chút. Người trẻ tuổi đó là ai? Trên mặt Thánh Quân Thiên Kiếm lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí trong nội tâm xưa nay không hề gợn sóng cũng bị khuấy động. Đối với chư thiên thần giới, thanh niên phá vỡ Tuyệt Thiên Quan bằng một nhát giáo đều là nhân vật không tầm thường, phía sau người này nhất định phải có một thế lực lớn nào đó, nếu không thì không thể bồi dưỡng ra một người tài giỏi như vậy. Ngay cả Thiên Kiếm Thánh Quân cũng không dám bảo đảm mình có thể phá vỡ Tuyệt Thiên Quan chỉ bằng một nhát kiếm. Cho dù Tuyệt Thiên Quan đã trải qua vô số thời đại, bị ăn mòn theo năm tháng, nhưng dù sao đó cũng là bút tích của thánh nhân, ngay cả Khổng Tề Thiên cũng không thể động vào Tuyệt Thiên Quan. Vì vậy, ông ta mới có hứng thú với chàng trai trẻ này. Những nhân vật vượt xa người thường như Thánh tử Tề Thiên của thiên giới thánh vực sẽ không bao giờ xuất hiện ở Tuyệt Thiên Quan, tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Tôi cũng không rõ, nghe nói những người có mặt lúc đó đều không nhìn rõ mặt đối phương chứ huống chi là xác nhận thân phận, người đàn ông áo trắng thành thật trả lời. Liệu có phải thiên giới thánh vực cử nhân vật bí ẩn nào đó đến không? Thiên Kiếm Thánh Quân chưa kịp lên tiếng, người đàn ông áo trắng đã suy đoán. Không thể nào, cho dù thiên giới thánh vực có nhân vật thần bí thật thì cũng không thể xuất hiện rầm rộ vào lúc này, nếu đã muốn che giấu thì chắc chắn sẽ xuất hiện cuối cùng. Cậu mau điều tra thân phận của người này đi,
nếu đối phương thật sự đến từ thế lực lớn nào đó thì chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị trước, Thiên Kiếm Thánh Quân nghiêm túc nói. Nếu hắn không phải đến từ thế lực lớn nào đó, hoặc không phải là người của Chư Thiên Thần Giới thì sao? Người đàn ông áo trắng cau mày hỏi. Lần này tiến vào hành lang thời không còn có người địa cầu, không ai có thể đảm bảo rằng người đàn ông thần bí này chắc chắn là thiên tài phía Chư Thiên Thần Giới. Như vậy thì càng tốt, bây giờ chúng ta đang cần một thiên tài như vậy, nếu cậu ta đến từ địa cầu thì chứng tỏ không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Thiên Kiếm Thánh Quân mỉm cười nói. Chương 5161 vậy chúng ta có cần báo cho phía kiếm ma không? Trong tông môn của Thiên Kiếm Thánh Quân đã có người tiến vào hành lang thời không, hơn nữa còn đại diện cho Vạn Kiếm Tông. Mặc dù địa vị của kiếm ma trong Vạn Kiếm Tông kém xa Thiên Kiếm Thánh Quân, nhưng thực lực lại mạnh hơn Thiên Kiếm Thánh Quân, hơn nữa cũng không yếu hơn tông chủ đời này của Vạn Kiếm Tông. Vì vậy người đàn ông áo trắng mới hơi do dự. Chúng ta không cần lo lắng về thực lực của kiếm ma, hơn nữa, hắn cũng không phải vào hành lang thời không từ Tuyệt Thiên Quan. Chắc sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nói xong, Thiên Kiếm Vạn Quân ngước mắt lên nhìn hành lang thời không. Lúc này, có một đội người và ngựa từ hành lang thời không lao về phía ông ta, một hàng cũng mấy trăm người, ai cũng là chuẩn thánh cấp một trở lên. Người đứng đầu càng bừng bừng sát khí, cả người như một thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ, cho người ta cảm giác sợ hãi. Cổ vạn giới của giới vô tướng. Thực lực không hề thua kém cao thủ chuẩn thánh cấp 7 như Thiên Kiếm Thánh Quân. Sao thế, vẫn không phá được kết giới này à? Giọng cổ vạn giới vang vọng mang theo sát khí. Không chỉ ông ta mà gần như tất cả cao thủ từ giới vô tướng đều bước ra, phía sau còn có hơn chục cao thủ đại cảnh cũng xông tới. Trong mắt bọn họ, trận chiến trong hành lang thời không chỉ là trò trẻ con, điều bọn họ thật sự quan tâm là bí mật động trời trên địa cầu. Sức hấp dẫn của di tích long tộc đối với thế hệ cũ như bọn họ không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả những dị thường xuất hiện trong hành lang thời không cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý của bọn họ. Tạm thời vẫn chưa thể phá vỡ hoàn toàn, e rằng cần thêm chút thời gian nữa. Thiên Kiếm Thánh Quân trầm giọng nói. Phá vỡ được kết giới này, chúng ta sẽ có thể vào địa cầu, tìm tung tích của di tích long tộc. Chúng ta sẽ xử lý những sinh linh trên địa cầu thế nào đây? Cổ vạn giới khẽ nhíu mày. Không phải ông ta có lòng trắc ẩn, mà là do ông ta cũng không rõ những nhân vật cổ xưa kia có phải còn đang ngủ say hay không. Ngộ nhớ tùy ý chém giết, đánh thức những nhân vật cổ xưa kia thì hậu quả sẽ rất thảm hại. Đương nhiên là phải tắm máu cả địa cầu. Theo tôi được biết, những nhân vật cổ xưa hiện nay không chỉ ngủ say nữa, mà có rất nhiều trong số họ đã diệt vong rồi. Ví dụ như thần vương Đế Tuấn từng đánh bại tôi. Đã bị chính thế lực của người địa cầu xóa bỏ. Ánh mắt Thiên Kiếm Thánh Quân trở nên lạnh lẽo, dứt khoát nói. Cùng lúc đó, người và ngựa của mấy đại giới khác cũng đã tới kết giới vũ trụ, lúc này, hàng triệu đại quân đều đã tụ họp ở đây. Chỉ cần phá vỡ kết giới này, với thực lực của bọn họ chắc chắn có thể càn quét toàn bộ địa cầu. Đừng nói là địa cầu nhỏ bé, cho dù là cả đại giới, cả vũ trụ một phương thì cũng không thể chịu đựng được đòn công kích của bọn họ. Chương 5162 lúc này bên phía giới Hoa Thiên, một ông lão tóc bạc dẫn theo trăm nghìn cường giả chuẩn thánh cũng đã đến chỗ kết giới vũ trụ. Đao kiếm như rừng, cờ chiến như biển, sát khí bao trùm khắp mọi nơi. Trưởng lão Huyền Thiên Tử của Huyền Thiên Đạo Môn bước tới, ngay cả Thiên Kiếm Thánh Quân và cổ vạn giới cũng phải đứng lên chào hỏi. Phía hành lang thời không cũng có người của chúng tôi, hy vọng hai vị đừng lén lút giở trò gì. Huyền Thiên Tử nghiêm mặt nói. Đương nhiên rồi, thiếu tông chủ không giống người khác, sao tôi có thể tùy ý hãm hại chứ? Thiên Kiếm Thánh Quân bình tĩnh nói. Lúc này ở ngoài thành Huyền Thiên, một thanh niên vạm vỡ để ngực trần bước vào trong rừng rậm. Đoạn đường đó chính là cạm bẫy mà Tiêu Chính Văn đã đi qua trước kia, chỉ là khi vô số ánh sáng rực rỡ chiếu vào người hắn, hắn lại không hề có phản ứng gì. Ngược lại. Năng lượng trong những tia sáng đó lại bị làn da màu đồng của hắn hấp thụ, khiến khí tức quanh người hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Thấy chàng thanh niên này xuất hiện, La Khai cũng đích thân tiến lên tiếp đón. Bởi vì thân phận của người này rất đặc biệt, hắn không chỉ là người thử luyện mà còn là truyền nhân của Huyền Thiên Đạo Môn chân chính, con trai của giới chủ của đại giới một phương.
chỉ xét về địa vị cũng đã nghiền nát tất cả thiên tài cấp cao. Nhìn thấy chưa, đây là thiếu tông chủ của Thiên Thiên Đạo Môn. Chư thiên thần giới quả nhiên rất nhiều thiên tài, ngay cả người hiểu biết rộng như La Khai cũng phải thở dài cảm thán. Lúc này, bọn họ hiên ngang xuất hiện trên bầu trời, hoàn toàn không để ý đến ánh sáng trắng đáng sợ kia, nhìn người thanh niên. Thiếu tông chủ chỉ đang rèn luyện cơ thể mà thôi, một tên tay sai đắc ý nói. Mặc dù chỉ là một tên tay sai, nhưng La Khai cũng không dám coi thường. Khắp cơ thể người này đều có khí tức cường giả, nói đúng hơn là khí tức của hắn vô cùng quỷ dị, vừa chính vừa tà, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm đáng sợ. Giữa hai hàng lông mày có một ấn ký cổ xưa, hơn nữa ấn ký đó còn có màu đỏ tươi kỳ lạ. Người này đi đến đâu, vạn vật khô héo, muôn thú chết đến đó. Sát khí mạnh sẽ xung quanh hắn khiến cái nắng gay gắt giữa trưa cũng trở nên ớn lạnh. Kiếm ma của Vạn Kiếm Tông, hắn không chỉ là một trong những trưởng lão của Vạn Kiếm Tông, mà còn là một cỗ máy giết người, uống máu, vậy là bây giờ lại làm người hầu cho thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn, từ đây có thể thấy được địa vị của Huyền Thiên Đạo Môn trong chư thiên thần giới. Các vị đều là nhân tài, tôi vô cùng bội phục các vị. Ngay cả tử vong cốc cũng không thể ngăn bước chân của thiếu tông chủ. La Khai nịnh nọt nói. Chỉ tiếc là Dạ Ma Thiên không lấy được sắt mẹ, nếu không, thực lực của thiếu tông chủ sẽ càng cao hơn. Kiếm ma lạnh lùng nói. Sắt mẹ không chỉ là vũ khí mà còn là pháp khí có lực phòng ngự mạnh mẽ, nếu có được sắt mẹ thì thiếu tông chủ của Vạn Kiếm Tông sẽ càng lợi hại hơn. Chương 5163 không lấy được sắt mẹ cũng không sao. Thành chủ nhất định sẽ nghĩ cách giúp thiếu tông chủ. La Khai nịnh nọt tiếp. Lúc này, ông ta không còn vẻ kiêu ngạo như khi tiếp đãi Tiêu Chính Văn nữa. Mà lúc này ngoan ngoãn như một con chó. Thật ra, từ sau khi đến hành lang thời không, Đông Hoàng Thái Nhất đã kết bạn với các thế lực của chư thiên thần giới, mà Huyền Thiên Đạo Môn là thế lực đặc biệt nhất trong số các thế lực khác. Mặc dù Vạn Kiếm Tông và Huyền Thiên Đạo Môn thuộc hai môn phái khác nhau, kiếm đạo trong thiên hạ đều đến từ Huyền Thiên. Nói cách khác, truyền thừa của Vạn Kiếm Tông cũng đến từ Huyền Thiên Đạo Môn. Cho nên tông chủ và trưởng lão trước đây của Vạn Kiếm Tông đều rất kính trọng Huyền Thiên Đạo Môn. Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ điều này cho nên nới âm thầm lấy lòng Huyền Thiên Đạo Môn. Vì một ngày nào đó, sau khi thoát ra khỏi hành lang thời không, hắn có thể mượn thế lực của Huyền Thiên Đạo Môn, đạt được chỗ đứng nào đó trong chư thiên thần giới. Nghe nói Tuyệt Thiên Quan xảy ra chuyện rồi, không biết ông đã nghe chưa? Kiếm ma cau mày hỏi. Chuyện này, tôi cũng mới nghe, nhưng tôi chỉ là nhân vật nhỏ, nên không biết nhiều tin tức như tiền bối kiếm ma. La Khai cười nói. Nói những gì ông biết đi, kiếm ma trầm giọng nói. Tôi nghe nói phía Tuyệt Thiên Quan xuất hiện một nhân vật thần bí, phá nát Tuyệt Thiên Quan chỉ bằng một giáo, thực lực chắc chắn không yếu hơn thánh cảnh cấp 1. Ông cũng biết đấy. Nhân vật cấp bậc này không nên xuất hiện ở hành lang thời không. La Khai nói xong thì lén nhìn kiếm ma. Chuyện ở Tuyệt Thiên Quan đã náo động cả hành lang thời không, có thể nói, ngoại trừ mấy vị cường giả đỉnh cao, ai cũng đang thảo luận về chuyện này. Rất nhiều thiên tài lẽ ra phải từ Tuyệt Thiên Quan tiến vào hành lang thời không cũng kiên quyết lựa chọn từ bỏ, hoặc đi theo con đường khác. Dù sao cũng không có ai muốn tranh đoạt cùng cường giả như vậy. Cho dù là thiên tài thì cũng có thể bị nghiền nát khi đối mặt với nhân vật lớn mạnh như vậy. Ồ, thánh cảnh sao? Trong đôi mắt đỏ ngầu của kiếm ma cũng lộ ra vẻ sợ hãi từ trong sâu thẳm. La Khai thấy vẻ mặt nghiêm trọng của kiếm ma dường như đang lo lắng gì đó, vội vàng tiến lên nịnh nọt, kiếm ma đại nhân, theo tôi thấy, tên này cũng chỉ có thế thôi. Có uy danh của Huyền Thiên Đạo Môn trong tay, ai dám gây bất lợi cho thiếu tông chủ chứ? Hắn cũng không có cái gan đó. Vớ vẩn, ông hiểu cái gì chứ? Kiếm ma lạnh lùng quát, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Người như vậy không thể chỉ dựa vào địa vị và thân phận để áp chế, ngay cả kiếm ma gặp phải cao thủ như vậy cũng phải đi đường vòng, một khi xảy ra xung đột với đối phương thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn cười nhạo nói, xem ra kỹ năng nịnh nọt của La Tướng Quân vẫn cần luyện tập thêm. Nhưng điều này cũng không thể trách ông được. Ai bảo phía địa cầu các người từ xưa đến nay luôn ngu ngốc vậy chứ? Chương 5164 nghe vậy, sắc mặt La Khai vô cùng khó coi, nhưng ông ta không dám làm gì trước lời chế nhạo của kiếm ma và thiếu tông chủ,
vì dù sao hai người họ cũng có thân phận và địa vị cao. Cho dù kiếm ma tùy ý giết La Khai, thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không đứng ra làm chủ cho ông ta. Người này giống như Thánh Tử Tề Thiên, chắc chắn không thể đến từ một thế lực nhỏ nào đó, thậm chí lai lịch phía sau còn khiến Huyền Thiên Đạo Môn chúng tôi kính nể vài phần. Dùng thân phận để áp chế người khác không hề có tác dụng, loại nhân vật này, đừng nói là trăm năm, cho dù là ngàn năm cũng chưa chắc đã sinh ra. Theo suy đoán của trưởng lão nội môn, lúc người này xuất hiện sẽ là ngày chư thiên thần giới đại loạn. Chư thiên thần giới cũng phải đối mặt với sự cải tổ. Vì vậy cho dù là Huyền Thiên Đạo Môn hay Vạn Kiếm Tông thì cũng không nên dây dưa với người này. Thiếu tông chủ nói đến đây thì liếc nhìn La Khai. Hắn không hề có ý cho đối phương thấy sự yếu kém, mà là sự xuất hiện của đối phương ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù chư thiên thần giới không có thần quỷ gì, nhưng thiên mệnh là thứ vô hình, không phải do bọn họ có tin hay không. Có người từ khi sinh ra đã có số mệnh thay đổi cục diện, không thể đối kháng với chúng sinh, cho dù phía sau có thế lực lớn mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại được vận mệnh. Đối mặt với vận mệnh, tất cả mọi người đều trở nên nhỏ bé. Ngay cả tông môn lâu đời như Huyền Thiên Đạo Môn cũng không dám động vào sự tồn tại như vậy. Vì vậy, thân là thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn, mặc dù hắn kiêu ngạo, nhưng cũng biết rõ mình có thể động nào ai, không được động vào ai. Đều tại tôi ăn tục nói phét, xin thiếu tông chủ tha tội. La Khai vội vàng xin lỗi. Không sao, chuyện này cũng không hẳn là lỗi của ông. Kiếm ma lạnh lùng nói. Ngay sau đó, La Khai hộ tống xe ngựa đến thành Huyền Thiên. Lúc này, Thiên Trần Tử và Tố Ngọc cũng vừa đến cổng thành Huyền Thiên, thấy xe ngựa do La Khai đích thân hộ tống, cả hai đều do dự. Hình như là nhân vật lớn nào đó, chúng ta, Tố Ngọc căng thẳng nhìn cỗ xe ngựa. Hai người họ nhận lệnh của Tiêu Chính Văn, ở đây đợi thiên tài của các đại giới khác, nếu chỉ là thiên tài bình thường thì đương nhiên bọn họ sẽ không kiêng dè gì. Nhưng thấy xe ngựa do đích thân La Khai hộ tống tới, trong lòng Tố Ngọc cũng cảm thấy hơi lo sợ. Nếu bỏ qua con cá to này, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ truy cứu, nhưng nếu làm theo lời Tiêu Chính Văn thì người ngồi trong xe ngựa kia nhất định không phải người bình thường. Ngộ nhỡ sự tình bại lộ thì e rằng sau này bọn họ khó mà sống sót. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, cả cô và tôi đều biết rõ hậu quả của việc làm trái ý Tiêu Chính Văn. Nhân vật lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều lệnh bài huyền vũ trên người, sao có thể giấu nổi Tiêu Chính Văn chứ? Thiên Trấn Tử nghiến răng nói. Thực ra ông ta còn căng thẳng hơn Tố Ngọc rất nhiều, nhưng đúng như ông ta đã nói, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng người được La Khai đích thân đưa tới chắc chắn có lai lịch không tầm thường, ngộ nhỡ, đường nào cũng chết, nếu thả con cá to này, cô cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ tha cho chúng ta sao? Cô biết rõ thủ đoạn của Tiêu Chính Văn rồi đấy. Sắc mặt của Thiên Trần Tử vô cùng khó coi. Chương 5165 nếu có thể lựa chọn, ông ta thật sự không muốn động nào nhân vật lớn này, nhưng vừa nghĩ tới phong cách hành sự hung hăng quyết đoán của Tiêu Chính Văn, Thiên Trần Tử cảm thấy lạnh sống lưng. Nghe Thiên Trần Tử nói vậy, ánh mắt Tố Ngọc lập tức thay đổi, hiện rõ sự quyết tâm. Chuyện này không cần bàn nữa. Kết quả cuối cùng chỉ có thể dựa vào vận may của bọn họ mà thôi, Vạn Phong cũng bước ra từ rừng cây phía sau, tin lời Thiên Trần Tử vừa nói. Đi thôi, Tố Ngọc bất lực thở dài. Thiên Trần Tử sửa sang lại quần áo, nói về phía xe ngựa, xin các vị dừng bước. Nghe vậy, kiếm ma khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, hắn không phải thế hệ trẻ, dù sao hắn cũng là một trong những trưởng lão của Vạn Kiếm Tông, hơn nữa còn có địa vị rất cao. Thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn nhìn Thiên Trần Tử và Tố Ngọc với vẻ không hài lòng. Thiên Trần Tử, Tố Ngọc, thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn vừa nhìn đã nhận ra hai người trước mặt. Mặc dù bọn họ đã quen biết từ lâu, nhưng vì cách biệt địa vị, ngày thường không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng coi như là người quen. Quan hệ giữa hai người họ và thiếu tông chủ thậm chí còn thân thiết hơn cả kiếm ma, vì vậy thiếu tông chủ ra lệnh dừng xe lại. Thì ra là thiếu tông chủ, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Thiên Trần Tử bước lên, chắp tay hành lễ. Vẫn khỏe, các vị không phiền thì chúng ta nói chuyện chút. Thiếu tông chủ phất tay ra hiệu, sau đó tự nhảy xuống xe ngựa. Thấy thiếu tông chủ nhảy xuống xe ngựa, Thiên Trần Tử vội vàng tiến lên tiếp đón, nhỏ giọng nói, thiếu tông chủ, chúng ta nói chuyện riêng chút đi.
Thiếu tông chủ nhíu mày nhìn Thiên Trần Tử, rồi lại liếc nhìn Tố Ngọc, thấy hai người họ không có ý gì xấu, mới đi theo Thiên Trần Tử đến bên đường. Đi một đoạn xa, Thiên Trần Tử mới thấp giọng nói, thiếu tông chủ, nói thật, chúng tôi có đang có một cuộc buôn bán lớn, không biết cậu có hứng thú không? Buôn bán lớn, thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn nhíu mày, Thiên Trần Tử và Tố Ngọc muốn thương lượng với hắn sau lưng kiếm ma. Thấy vậy, kiếm ma ở đằng xa lộ ra vẻ không vui. Thiếu tông chủ, thực ra lệnh bài huyền vũ của chúng tôi đã bị người ta cướp mất rồi, hơn nữa theo tôi được biết, trong tay đối phương có ít nhất 1000 lệnh bài huyền vũ. Thiên Trần Tử nói với vẻ thần bí. Thiên Trần Tử không hề che giấu sự thật mà kể lại quá trình bị cướp. Dù sao đối phương cũng là thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn, muốn qua mắt hắn cũng không dễ. Thà nói thật còn hơn nói dối bị bắt quả tang. Cái gì, các người bị cướp lệnh bài huyền vũ? Thiếu tông chủ kinh ngạc hỏi. Chương 5166 mặc dù lực chiến của Thiên Trần Tử bình thường, nhưng cũng không đến nỗi để người ta cướp, dù sao thực lực của mọi người đều ngang nhau, muốn cướp lệnh bài huyền vũ của bọn họ cũng không phải dễ. Là Ma Long làm, hay là, thiếu tông chủ nhíu mày hỏi. Nếu thật sự liên quan đến Ma Long thì thiếu tông chủ cũng không muốn dính vào, trước khi hắn tiến vào hành lang thời không. Trưởng lão của Huyền Thiên Đạo Môn đã dặn mấy lần rằng không được động đến nhân vật như Ma Long. Không phải, nếu là Ma Long làm thì tôi cũng không còn gì để nói. Thiên Trần Tử thật tâm nói. Nghe vậy, thiếu tông chủ hơi bất ngờ, nhưng lập tức trở nên hứng thú. Chỉ cần không phải là Ma Long thì mọi chuyện sẽ khác. Nghĩ vậy, thiếu tông chủ cười nói, vậy thì được, ông kể kế hoạch của ông đi. Tôi nghĩ chúng tôi không phải đối thủ của hắn. Nhưng cậu thì khác, tôi sẽ tiết lộ tung tích của người này cho cậu, sau khi cướp lại được lệnh bài huyền vũ, cậu chỉ cần trả lại lệnh bài của tôi và Tố Ngọc là được. Chúng tôi sẽ không đòi hỏi lệnh bài của người khác, Thiên Trần Tử nói ra điều kiện của mình. Nhưng các ông định đi đâu tìm tung tích của đối phương? Thiếu tông chủ nhíu mày hỏi. Đối phương không phải là kẻ ngốc, sau khi cướp lệnh bài huyền vũ, chắc chắn sẽ không ở yên tại chỗ đợi người ta đến báo thù. Hơn nữa, đầu óc người chư thiên thần giới cũng rất linh hoạt, ai mà không hiểu đạo lý cướp xong bỏ chạy chứ. Về điểm này, vẫn có những bản chất khác biệt so với những thế gia lớn trên địa cầu. Dù sao bọn họ cũng đã sống cả ngàn năm, không ai là kẻ ngốc cả. Chuyện này thực ra cũng không khó, mục đích của bọn họ là cướp lệnh bài huyền vũ, chỉ cần chúng ta nói cho bọn họ biết trong tay thiếu tông chủ có rất nhiều lệnh bài huyền vũ. Hơn nữa thực lực còn rất yếu, thì tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ mắc câu. Thiên Trần Tử trầm ngâm nói. Thiếu tông chủ suy nghĩ một lúc rồi nói, ừ, kế hoạch này không tệ, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Nói xong, thiếu tông chủ nhìn Thiên Trần Tử với ánh mắt tán dương. Chỉ là lệnh bài huyền vũ không thể làm giả được, nếu bọn họ phát hiện trong tay cậu không có lệnh bài huyền vũ thì chắc chắn sẽ biết đó là bẫy của chúng ta. Cho nên, Thiên Trần Tử nói xong liền liếc nhìn La Khai ở phía xa. Các người đang thì thầm gì thế? Sợ tôi nghe được sao? Kiếm ma nói với vẻ mặt bất mãn. Thiếu tông chủ quay lại nhìn kiếm ma đang đi tới, cười nói, không có gì, tôi gặp hai người bạn cũ nên hàn huyên vài chuyện mà thôi. Ồ, ôn lại chuyện cũ, vậy mọi người nói chuyện tiếp đi. Kiếm ma không hề tin lời thiếu tông chủ nói. Nhưng người ta đã nói vậy thì hắn cũng không thể bắt bẻ được, dù sao hắn cũng chỉ là đi theo mà thôi, cho dù thiếu tông chủ thật sự giấu giếm chuyện gì đó thì cũng là điều chính đáng. Nhưng kiếm ma không phải kẻ ngốc, liếc mắt đã biết thiếu tông chủ và hai người này đang bàn chuyện lớn nào đó. Nếu thiếu tông chủ đã có ý định che giấu thì chỉ có thể giả ngu, chờ xem có chuyện gì mà thôi. Chương 5166 mặc dù lực chiến của Thiên Trần Tử bình thường. Nhưng cũng không đến nỗi để người ta cướp, dù sao thực lực của mọi người đều ngang nhau, muốn cướp lệnh bài huyền vũ của bọn họ cũng không phải dễ. Là Ma Long làm, hay là, thiếu tông chủ nhíu mày hỏi. Nếu thật sự liên quan đến Ma Long thì thiếu tông chủ cũng không muốn dính vào, trước khi hắn tiến vào hành lang thời không, trưởng lão của Huyền Thiên Đạo Môn đã dặn mấy lần rằng không được động đến nhân vật như Ma Long. Không phải, nếu là Ma Long làm thì tôi cũng không còn gì để nói. Thiên Trần Tử thật tâm nói. Nghe vậy, thiếu tông chủ hơi bất ngờ, nhưng lập tức trở nên hứng thú. Chỉ cần không phải là Ma Long thì mọi chuyện sẽ khác. Nghĩ vậy,
Thiếu tông chủ cười nói, vậy thì được, ông kể kế hoạch của ông đi. Tôi nghĩ chúng tôi không phải đối thủ của hắn, nhưng cậu thì khác, tôi sẽ tiết lộ tung tích của người này cho cậu. Sau khi cướp lại được lệnh bài Huyền Vũ, cậu chỉ cần trả lại lệnh bài của tôi và Tố Ngọc là được. Chúng tôi sẽ không đòi hỏi lệnh bài của người khác, Thiên Trần Tử nói ra điều kiện của mình. Nhưng các ông định đi đâu tìm tung tích của đối phương? Thiếu tông chủ nhíu mày hỏi. Đối phương không phải là kẻ ngốc, sau khi cướp lệnh bài Huyền Vũ, chắc chắn sẽ không ở yên tại chỗ đợi người ta đến báo thù. Hơn nữa, đầu óc người Chư Thiên Thần Giới cũng rất linh hoạt, ai mà không hiểu đạo lý cướp xong bỏ chạy chứ. Về điểm này, vẫn có những bản chất khác biệt so với những thế gia lớn trên địa cầu. Dù sao bọn họ cũng đã sống cả ngàn năm, không ai là kẻ ngốc cả. Chuyện này thực ra cũng không khó, mục đích của bọn họ là cướp lệnh bài Huyền Vũ, chỉ cần chúng ta nói cho bọn họ biết trong tay thiếu tông chủ có rất nhiều lệnh bài Huyền Vũ, hơn nữa thực lực còn rất yếu, thì tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ mắc câu. Thiên Trần Tử trầm ngâm nói. Thiếu tông chủ suy nghĩ một lúc rồi nói, ừ, kế hoạch này không tệ, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Nói xong, thiếu tông chủ nhìn Thiên Trần Tử với ánh mắt tán dương. Chỉ là lệnh bài Huyền Vũ không thể làm giả được, nếu bọn họ phát hiện trong tay cậu không có lệnh bài Huyền Vũ thì chắc chắn sẽ biết đó là bẫy của chúng ta, cho nên Thiên Trần Tử nói xong liền liếc nhìn La Khai ở phía xa. Các người đang thì thầm gì thế? Sợ tôi nghe được sao? Kiếm ma nói với vẻ mặt bất mãn. Thiếu tông chủ quay lại nhìn kiếm ma đang đi tới, cười nói, không có gì, tôi gặp hai người bạn cũ nên hàn huyên vài chuyện mà thôi. Ồ, ôn lại chuyện cũ, vậy mọi người nói chuyện tiếp đi. Kiếm ma không hề tin lời thiếu tông chủ nói. Nhưng người ta đã nói vậy thì hắn cũng không thể bắt bẻ được, dù sao hắn cũng chỉ là đi theo mà thôi, cho dù thiếu tông chủ thật sự giấu giếm chuyện gì đó thì cũng là điều chính đáng. Nhưng kiếm ma không phải kẻ ngốc, liếc mắt đã biết thiếu tông chủ và hai người này đang bàn chuyện lớn nào đó. Nếu thiếu tông chủ đã có ý định che giấu thì chỉ có thể giả ngu, chờ xem có chuyện gì mà thôi. Chương 5168 không thể không nói, Thiên Trần Tử và Tố Ngọc thật sự đã không làm anh thất vọng, không chỉ dẫn người vào vòng mai phục, mà còn rũ bỏ mối quan hệ giữa hai người này. Chỉ là kiếm ma đi theo này hơi phiền toái, nếu hắn toàn lực trợ giúp, e rằng thật sự sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. À, chẳng qua trên đường đi gặp vài người bạn cũ nên tôi đi qua chào hỏi một chút, thiếu tông chủ lúng túng giải thích. Ồ, chào hỏi hay đánh người? Theo tôi thấy, thiếu tông chủ định giết người cướp của phải không? Kiếm ma cười mỉm nói. Những chuyện như vậy căn bản không cần nói nhiều, chỉ có kẻ ngu mới tin thiếu tông chủ chỉ đi qua chào hỏi đơn giản. Dù sao thực lực của đám người trước mặt đều yếu như vậy, cần phải chào hỏi bọn họ sao? Ở Chư Thiên Thần Giới vốn kẻ yếu là con mồi của kẻ mạnh, ngay cả khi giết tất cả bọn họ, cướp lệnh bài Huyền Vũ trên người họ, thì ai dám hỏi một câu? Giết người cướp của, trên người bọn họ có gì đáng giá để tôi cướp chứ? Chỉ là đường xa, thiếu mấy tên nâng kiệu, với địa vị của kiếm ma tiền bối chắc sẽ không tranh mấy tên tay sai này với tôi đâu nhỉ? Thiếu tông chủ quay đầu nhìn đám người Tiêu Chính Văn. Với thân phận là thiếu tông chủ Huyền Thiên Đạo Môn, đi tới đâu cũng phải khoa trương, trước đây cho dù ra hay vào, hắn luôn ngồi kiệu tám người khiêng, hơn nữa xung quanh có rất nhiều người hầu hạ. Vì vậy, lời bào chữa của hắn cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Hơn nữa, từ trang phục của Tiêu Chính Văn, không khó để nhận ra rằng anh căn bản không phải đến từ Chư Thiên Thần Giới, mà là đến từ địa cầu. Một người có thân phận nhỏ bé như vậy, không có bối cảnh. Đồng thời thực lực lại yếu tới mức đáng thương, chẳng phải chỉ là một con cừu chờ làm thịt thôi sao? Thật sao, đáng tiếc tôi cũng xem trọng những tiểu bối này, vừa vặn thiếu mấy người bưng trà rót nước. Kiếm ma cười khẩy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Đừng nhìn hắn lấy thân phận người hầu của thiếu tông chủ đi vào hành lang thời không mà lầm, đó chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ở bên ngoài, hắn tuyệt đối không dám làm khó thiếu tông chủ. Nhưng đến hành lang thời không lại là chuyện khác, cho dù hắn giết chết thiếu tông chủ trong hành lang thời không, sau đó nói dối bị kẻ thù giết chết thì ai có thể tra ra sự thật. Ngay cả khi thật sự tra được thì ai dám nói ra. Vậy là anh không muốn nể mặt tôi sao? Sắc mặt thiếu tông chủ bỗng nhiên lạnh tanh, trong mắt hiện lên sát khí. Trong lúc nhất thời, hai luồng khí tức kinh thiên va chạm trong không trung, nổi lên một cơn gió mạnh thổi vào rừng cây xung quanh.
Thật ra, trong lòng các lãnh đạo cấp cao trong Huyền Thiên Đạo Môn biết rằng, Vạn Kiếm Tông đã sớm không còn nghe lời, gần đây còn đang âm thầm lên kế hoạch thay thế Huyền Thiên Đạo Môn. Vì vậy, ngay từ khi bước vào hành lang thời không, Thiếu Tông Chủ đã rất mong đợi đánh một trận với Kiếm Ma. Nếu có thể đánh bại hoặc thu phục được Kiếm Ma một trong những trưởng lão của Vạn Kiếm Tông thì nhất định là một thu hoạch lớn cho Huyền Thiên Đạo Môn. Chương 5169 giờ phút này Kiếm Ma cũng đang bày mưu tính kế với Thiếu Tông Chủ. Tông Chủ Huyền Thiên Đạo Môn chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nếu thu phục được hắn, hoặc khiến hắn trung thành với Vạn Kiếm Tông, thì chẳng khác nào có được một nửa Huyền Thiên Đạo Môn. Ngay cả Tông Chủ của Huyền Thiên Đạo Môn cũng không ngờ rằng, Vạn Kiếm Tông lại có ý đồ với con trai yêu quý nhất của mình. Cả hai đều mang ý xấu, nên gần như hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đám người Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, bọn họ hình như coi chúng ta là không khí. Võ Anh Hào hơi kinh ngạc nhìn về phía hai người Thiếu Tông Chủ và Kiếm Ma. Trong lòng anh ta vô cùng đồng cảm với hai người bọn họ, chỉ sợ hai người này không biết bản thân đang đối mặt với một nhân vật khủng bố như thế nào. Đừng nói hai người họ, thêm 10 người nữa cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Chỉ là Thiếu Tông Chủ và Kiếm Ma không để ý nhiều như vậy, Tiêu Chính Văn còn chưa kịp nói gì thì hai người đã đồng thời tấn công đối phương. Quanh người Thiếu Tông Chủ phát ra một luồng ánh sáng mờ, một bộ áo giáp cầm kiếm vô ảnh vô hình xuất hiện. Trong tay hắn cầm một thanh đao dài sáng loáng tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả ánh trăng trên trời cũng bị ánh sáng lạnh lẽo này lấn át. Kiếm Ma cũng rút ra kiếm Thanh Phong từ sau lưng, trên thanh kiếm dài màu đồng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sáng chói. Giờ khắc này, khí thế quanh người hai người trở nên cực kỳ khủng bố, giống như hai vị chiến thần viễn cổ. Thiếu Tông Chủ, nếu anh không nói đạo nghĩa, vậy cũng đừng trách tôi. Kiếm Ma cười khẩy, ý chí chiến đấu ngút trời. Sau lưng hắn, vô số tia sáng bạc lóe lên, trong nháy mắt tạo thành một tòa vạn cổ kiếm trận, trong kiếm trận lại lộ ra vô số sao trời, sát khí đáng sợ khiến tất cả mọi người ở đây lùi lại mấy bước. Đã sớm muốn lĩnh giáo vạn tinh kiếm trận của Vạn Kiếm Tông. Thiếu Tông Chủ cười mỉa, không hề tỏ ra yếu thế. Một giây sau, hai người gần như đồng thời ra tay, kiếm quang chiếu sáng nửa bầu trời. Thực lực của hai người này quá mạnh, khu rừng rậm trong bán kính trăm dặm lập tức bị san bằng. Hai đạo kiếm trận khủng bố va chạm, như ngàn vạn ngôi sao đụng vào nhau, so với những người gọi là thiên tài kia thì hai người bọn họ đâu chỉ mạnh hơn một chút. Cho dù đám người Vạn Phong hợp lực thì lúc ở trước mặt hai người này cũng không đỡ nổi một chiêu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Võ Anh Hào không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thực lực của hai người họ thật sự không tầm thường. Võ Anh Hào hơi sợ hãi nói. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại anh ta một nụ cười nhạt, sau đó đột nhiên bước ra. Bùm, một âm thanh lanh lảnh vang lên, cây giáo bá vương từ hư không lao ra, va chạm với khí tức mạnh mẽ của hai người họ. Chương 5170 lúc này, Tiêu Chính Văn như đang chịu đựng đòn tấn công của hai người họ cùng lúc, quanh người Tiêu Chính Văn tràn ngập ánh sáng vàng, hoàn toàn coi thường đòn tấn công của bọn họ. Thậm chí khi Kiếm Ma còn chưa định thần lại, anh đã vung một quyền đấm lên ngực Kiếm Ma. Tu vi của Kiếm Ma rất cao, thậm chí còn vượt xa Thiếu Tông Chủ, hơn nữa hắn đã đoạt được truyền thừa vạn cổ của Vạn Kiếm Tông, nên thực lực của hắn không thể khinh thường. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Tiêu Chính Văn tấn công hắn trước. Theo sau một đấm kia của Tiêu Chính Văn, một tia sấm sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Cút, Tiêu Chính Văn vung tay lên. Đạo thiên lôi bị đánh lui, nháy mắt trốn vào trong tầng mây. Nắm đấm sắt của Tiêu Chính Văn rơi xuống ngực Kiếm Ma như một nhát búa nặng nề, chỉ với một cú đấm, ngực của Kiếm Ma bị đánh tới mức lõm xuống, cơ thể hắn đập thẳng vào trong bùn đất. Cảnh tượng này quả thực quá kinh người, đừng nói bản thân Kiếm Ma không thể tin đây là sự thật, mà Thiếu Tông Chủ ở đối diện cũng sợ đến mức da đầu tê dại. Nhưng hắn còn chưa kịp định thần lại, một nắm đấm sắt khác của Tiêu Chính Văn đã lao tới ngay lập tức. Cú đấm này không chút do dự đánh vào bụng dưới của Thiếu Tông Chủ. Mặc dù thể chất của Thiếu Tông Chủ của Huyền Thiên Đạo Môn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với nắm đấm sắt của Tiêu Chính Văn, hắn vẫn bị đánh đến mức chảy ra nứt thịt, máu tươi phun trào. Bụp, Thiếu Tông Chủ Huyền Thiên Đạo Môn điên cuồng nôn ra máu, cơ thể nặng nề đập xuống đất. Thiên Trần Tử và Tố Ngọc nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng nhắm mắt lại. Mãi đến lúc này,
thiếu tông chủ và kiếm ma mới hoàn hồn lại. Nhưng cho dù hai người thiếu tông chủ và kiếm ma kịp phản ứng, thì cũng đã muộn. Lúc này, đòn tấn công của Tiêu Chính Văn dày đặc như mưa đánh tới, toàn bộ hư không đều đang rung chuyển. Thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn được xưng là có cơ thể kim cương cứng rắn đã bị đánh tới mức cả người đầy thương tích, còn kiếm ma cũng thoi thóp hơi tàn. Chẳng bao lâu, hai người kiếm ma và thiếu tông chủ yếu ớt quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn. Lúc này, bọn họ đã chẳng còn sự ngạo mạn và xem thường khi nãy nữa. Nếu không phải hai người họ vẫn còn hơi thở thoi thóp, e rằng tất cả mọi người đều cho rằng đó chẳng qua chỉ là đống thịt nát mà thôi. Tải app Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Dựa vào các người mà cũng muốn cướp lệnh bài sao? Tiêu Chính Văn nở nụ cười khẩy, nhìn về phía đám người, giờ khắc này, tinh thần thiếu tông chủ hoảng loạn, đối mặt với kẻ mạnh như Tiêu Chính Văn, đừng nói là phản kháng, ngay cả việc buông một câu tàn nhẫn hắn cũng không có dũng khí. Cao thủ mạnh như kiếm ma giờ cũng hoàn toàn khuất phục, ngay cả ý chí kiên cường không chịu nhẫn nhục của hắn cũng đã bị Tiêu Chính Văn triệt để hủy hoại. Chương 5171. Trên người bọn chúng có gì thì lấy hết ra đây, Tiêu Chính Văn nhìn Tố Ngọc nói. Tố Ngọc lúc này mới cả gan, bước nhanh về phía trước, lấy tất cả những lệnh bài huyền võ trên người thiếu tông chủ và kiếm ma giao cho Tiêu Chính Văn. Sau đó, còn lấy được không ít bảo vật từ trên người thiếu tông chủ, tất cả cũng đều giao hết cho Tiêu Chính Văn. Một bộ áo giáp thủy hỏa tìm được trên người thiếu tông chủ rất nhanh đã khơi gợi hứng thú của Tiêu Chính Văn. Đây là áo giáp thủy hỏa có thể đồng thời ngăn cản lửa và nước, còn có thể ngăn cản đòn công kích của cường giả cảnh giới thánh nhân. Xem ra, đây là đồ vật bảo mệnh mà tông chủ Huyền Thiên Đạo Môn cho hắn, bản thân Tiêu Chính Văn lại không cần áo giáp thủy hỏa này nên tiện tay ném nó lại cho Võ Anh Hào. Bảo vật như vậy, đối với Võ Anh Hào mà nói cũng được coi là hiếm có. Cầm lấy áo giáp thủy hỏa, Võ Anh Hào cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cảm kích. Xem ra lần này anh ta đã đặt cược đúng nên được một kho báu, nếu không kết bạn đồng hành cùng với Tiêu Chính Văn thì lần này đến hành lang thời không e là sẽ gặp phải nhiều điều bất trắc. Thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn nhìn thấy món bảo vật duy nhất trên người mình rơi vào tay Võ Anh Hào, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu vừa nãy hắn có thể khởi động món pháp bảo này ngay lập tức thì tuy rằng không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn, nhưng ít ra chạy trốn cũng không thành vấn đề. Vậy mà trước mắt, không những bản thân hắn bị Tiêu Chính Văn cầm tù, mà ngay cả món bảo vật cũng rơi vào tay kẻ khác. Bây giờ hắn không hận người khác, chỉ hận Thiên Trần Tử và Tố Ngọc. Nếu không phải do hai người đó báo tin sai cho hắn thì sao hắn có thể ra nông nỗi này? Việc đã đến nước này, cho dù hắn có căm hận, có muốn trả thù, cũng chẳng có ích gì nữa rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị Tiêu Chính Văn vơ vét sạch bách. Trên người kiếm ma ngoại trừ thành kiếm cổ đồng ra thì không còn bảo vật gì khác, nhưng bản thân kiếm ma chính là bảo vật vô giá. Dù sao hắn cũng là một sự tồn tại tương đương với cấp tông chủ của Vạn Kiếm Tông, đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, kiếm ma chính là căn cơ truyền thừa, cũng là tín ngưỡng của Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này kiếm ma đang cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, sợ anh lại ra đòn với mình. Sở dĩ Vạn Kiếm Tông phái hắn đến lối ra vào hành lang thời không bên phía địa cầu, là bởi vì thực lực bên địa cầu là yếu nhất. Mà kiếm ma có thể thông qua cuộc thử luyện ở hành lang thời không để nâng cao tu vi, lại có thể thuận tay cướp bảo vật trong tay người khác, để có thể có nhiều trang bị cho Vạn Kiếm Tông. Căn cứ vào tình báo trước đây của Vạn Kiếm Tông, ở bên địa cầu không có cường giả, chỉ có 10 thiên tài đến từ chư thiên thần giới mà thôi. Đối mặt với đám người Vạn Phong, kiếm ma gần như có thể dùng một kiếm quét sạch, bởi vậy, từ khi bắt đầu bước đi trên con đường này, kiếm ma chỉ xem chuyến đi qua hành lang thời không lần này như một chuyến du lịch mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được, lại xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như Tiêu Chính Văn. Kỳ thực xét về thực lực, cho dù không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, thì việc kiếm ma chạy trốn cũng không thành vấn đề, nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn cũng giống như thiếu tông chủ, đều đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Chính Văn. Chương 5172. Sự thật đúng như vậy. Làm gì có một cao thủ chuẩn thánh cấp 7 nào lại sợ một cao thủ chuẩn thánh cấp 1, hơn nữa còn là một tiểu bối có cảnh giới không ổn định. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được rằng, lực chiến đấu thực sự của Tiêu Chính Văn lại kinh khủng đến như vậy. Trong thời gian ngắn đã có thể cùng lúc đánh bại hai người thiếu tông chủ. Tiêu Chính Văn đứng vắt một tay ra sau lưng,
lặng lẽ đánh giá kiếm ma, chữ triện ở giữa trán hắn mới là điểm thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Chữ triện kia cũng có ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, ý là kiếm ý. Nói cách khác, kiếm ma đã dung hợp hoàn toàn kiếm ý cùng với ý thức của chính mình, bây giờ hắn chính là một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Ý thức và cả cơ thể của hắn đã hòa hợp làm một với kiếm ý. Đối với bất kỳ tông môn nào, loại người như hắn cũng là nhân vật quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự hưng thịnh và suy bại của một tông môn. Ngay lúc kiếm ma sững sờ, ngón tay của Tiêu Chính Văn điểm lên chữ triện trên trán hắn. Một vầng ánh sáng trắng mang theo ý chí khủng khiếp, lao thẳng vào đầu óc của kiếm ma. Đây là thuật pháp đáng sợ có thể hoàn toàn thay đổi tiềm thức của một người, cũng sau khi đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, Tiêu Chính Văn mới có thể sử dụng một cách tự nhiên như vậy. Cũng giống vậy, việc thay đổi tiềm thức của người khác cũng tạo nên hao tổn cực lớn với cơ thể Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn hoàn toàn chẳng thèm dùng thuật pháp như vậy với thiếu tông chủ. Nhưng kiếm ma lại khác, nếu có thể xóa đi ý thức của người này, lấy ý chí của mình thay vào đó thì Tiêu Chính Văn hay địa cầu đều có ý nghĩa cực to lớn trong việc chống lại sự xâm lược của chư thiên thần giới. Cùng với ý thức đáng sợ của Tiêu Chính Văn tràn vào trong đầu kiếm ma, ánh mắt kiếm ma cũng dần dần trở nên lơ đãng. Cho đến cuối cùng, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cùng lúc đó, bên trong trụ sở của Vạn Kiếm Tông, một pho tượng to lớn đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn. Cạch! Cùng với sự xuất hiện của vết nứt kia, trụ sở của Vạn Kiếm Tông cũng phát sinh dấu hiệu địa chấn nhẹ. Hàng trăm ngàn đệ tử của Vạn Kiếm Tông đang ngồi thiền bỗng bị đánh thức, mặc dù mọi người đều phát giác ra được sự khác thường này, nhưng căn bản không biết sự khác thường này bắt nguồn từ đâu. Nửa giờ sau, ý thức Tiêu Chính Văn và ý thức kiếm ma hòa vào một thể, kiếm ma của giờ phút này đã không còn là kiếm ma của trước đó. Ý thức và tư tưởng của hắn đã hoàn toàn liên thông cộng hưởng cùng Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, những gì hắn nghe được, những gì hắn thấy được, Tiêu Chính Văn cũng có thể cảm nhận được, thậm chí ý niệm của Tiêu Chính Văn cũng có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của kiếm ma. Kiếm ma đã hoàn toàn trở thành con rối của Tiêu Chính Văn. Liếc nhìn Tiêu Chính Văn có vẻ mệt mỏi, con người thiên trần tử không khỏi co rụt lại, cảnh tượng này quả thực quá khủng bố. Chương 5174. Ba người gần như đồng thời nhìn về phía Tố Ngọc, dù sao Tố Ngọc cũng được coi là một trong số tuyệt sắc mỹ nữ. Cộng thêm việc sau khi họ quan sát Tố Ngọc và thiên trần tử, phát hiện hai người bọn họ chẳng qua là nhân vật nhỏ bé cảnh giới chuẩn thánh cấp 1, trong lòng cũng buông lỏng để phòng hơn. Hai người muốn làm gì? Liệt Diệm là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Là thế này, ba vị có biết? Thiên Trần Tử bước nhanh về phía trước, thuật lại những gì từng nói với thiếu tông chủ trước đó cho ba người bọn họ nghe. Ba người nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía Tố Ngọc sau lưng Thiên Trần Tử. Nếu có được lợi ích lớn như vậy, còn có thể làm cho người đẹp vui thì cớ sao không làm? Nửa giờ sau, thiếu tông chủ Liệt Diệm Tông, thiếu môn chủ Cửu Cực Môn và thiếu cung chủ Cẩm Tú Thiên Cung đã đi theo vết xe đỗ của thiếu tông chủ Huyền Thiên Đạo Môn và kiếm ma. Những gì họ trải qua giống hệt vậy, kết quả cũng giống nhau, chỉ là vết thương của ba người bọn họ nặng hơn rất nhiều so với kiếm ma và thiếu tông chủ Huyền Thiên Đạo Môn. Tất cả thoạt nhìn có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ, thực ra không phải như vậy, dù sao lai lịch của năm người bọn họ không hề tầm thường, chẳng mấy chốc toàn bộ chư thiên thần giới đều dậy sóng. Trong đám người kiếm ma, ai ai cũng là người kế nhiệm của các tông môn đỉnh cấp một phương đại giới, dù không phải là người kế nhiệm tương lai thì cũng là niềm hy vọng của cả tông môn. Mấy người bọn họ giờ phút này đều trở thành kẻ bại trận trong tay Tiêu Chính Văn, chuyện này đủ để làm chấn động toàn bộ chư thiên thần giới. Lúc này, năm đại tông môn đều đồng thời mất liên lạc với những nhân vật mấu chốt bên mình, sao có thể không sốt ruột được đây? Nhưng cho dù bọn họ lòng như lửa đốt thế nào, cũng không thể tiến vào hành lang thời không, không thể điều tra tung tích của mấy người kia. Nhìn mấy người đang quỳ trước mặt mình, Tiêu Chính Văn cười khẩy, một tay chỉ điểm, hệt như cách anh làm với kiếm ma, trên trán của bốn người họ xuất hiện một điểm nhỏ. Sau một lát, bốn người họ giống như bị Tiêu Chính Văn âm thầm động tay chân, có thể nói, chỉ cần một ý nghĩ của Tiêu Chính Văn, cũng có thể tùy ý kết thúc sinh mạng của bọn họ. Thiên Trần Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng bị dọa hồn bay lên mây. Nếu chuyện này bị vạch trần, đừng nói là ông ta, ngay cả tông môn của ông ta cũng sẽ bị san phẳng. Bây giờ,
ngoại trừ Ma Long đang truy sát Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên, tất cả thiên tài của năm thế lực ở Chư Thiên Thần Giới đều đã bị tiêu diệt triệt để. Nhưng đây không phải là điều khiến Thiên Trần Tử kinh hãi nhất, quan trọng hơn là lần thử luyện ở hành lang thời không này còn chưa chính thức bắt đầu. Thế nhưng bên trong Chư Thiên Thần Giới, 5 người có tiềm lực nhất trong số 6 người, đều đã bị Tiêu Chính Văn phế bỏ triệt để, đây quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ. Đối mặt với kết quả như vậy, mấy người bọn họ còn có thể nói gì, còn dám nói gì? Nói lời độc ác sao? Bọn họ không phải kẻ ngu xuẩn ở vùng ngoài lãnh thổ, bây giờ bọn họ đều lâm vào cảnh kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nói những lời độc ác thì kết quả cũng chỉ là chết càng nhanh càng thảm hơn mà thôi. Chương 5175. Ngoại trừ việc thuận theo Tiêu Chính Văn, bọn họ đã không còn tìm được bất cứ cơ hội sống sót nào nữa. Nếu là trước kia thì đây là chuyện mà bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết rằng, 5 người bọn họ đều là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở các đại giới, ngay cả ở trong thế lực của các đại giới thì thân phận và địa vị của bọn họ cũng cao vời vợi. Hơn nữa, trước khi tiến vào hành lang thời không, ai nấy đều có tâm trạng háo hức, ai mà không muốn leo lên ngai vàng của thánh điện thời không, trở thành đại thánh cấp 1 chứ. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn lại vô tình chấm dứt tất cả những ảo tưởng về tương lai của bọn họ, đừng nói là đại thánh cấp 1, ngay cả việc có thể sống sót hay không cũng phải xem sắc mặt của Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn hơi khó chịu thì chỉ cần một ý nghĩ trong đầu cũng có thể khiến cho bọn họ tan thành mây khói trong nháy mắt. Thanh niên trẻ trông rất bình thường trước mắt quả thực quá đáng sợ, bọn họ thậm chí còn không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, càng không dám có ý đồ bất chính. Đôi mắt sắc bén của Tiêu Chính Văn dường như có thể xuyên thủng trái tim tất cả bọn họ, cho dù một ánh mắt, hay một biểu cảm lơ đãng cũng không thể gạt được đôi mắt đó. Loại cảm giác hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu và khống chế, khiến cho lòng bọn họ nguội lạnh. Đừng nói là phản kháng, ngay cả một suy nghĩ phản kháng bọn họ cũng không dám có. 2. Thiên Trần Tử nhẹ giọng thở dài, giờ khắc này, ông ta không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay bi thương. Thiết nghĩ, ông ta đường đường là một thiên tài, giờ phút này lại ngoan ngoãn làm con chó bên cạnh Tiêu Chính Văn, trở thành công cụ trong tay Tiêu Chính Văn. Đối với ông ta mà nói, không chỉ chuyến đi đến hành lang thời không này mất đi ý nghĩa, e rằng ngay cả quãng đời còn lại, cũng chỉ có thể sống như một con chó. Bên trong nội tâm Tố Ngọc cũng khiếp sợ không thôi. Trong mắt đám người Chư Thiên Thần Giới, người địa cầu chẳng phải luôn thiếu quyết đoán, gặp chuyện thì lề mề chậm chạp, còn ngốc nghếch khờ khạo. Người trẻ tuổi trước mắt cũng đến từ địa cầu, nhưng hắn còn sát phạt quyết đoán hơn đám người Chư Thiên Thần Giới. Thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn so với những thiên tài của Chư Thiên Thần Giới. Nếu không phải trước đây đã từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Tiêu Chính Văn trên địa cầu, e rằng giờ phút này, cô ta sẽ hoài nghi Tiêu Chính Văn căn bản không phải là người địa cầu, mà là nội ứng của một thế lực lớn ở Chư Thiên Thần Giới. Mọi người không cần phải căng thẳng. Chỉ cần mọi người nghe lời tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương mọi người. Tiêu Chính Văn nở một nụ cười vô hại nói. Mấy người kiếm ma nghe vậy, trên mặt nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh Tiêu, bây giờ chúng ta tiếp tục ở đây chờ đợi những người khác hay đến Tử Vong Cốc? Vạn Phong vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đến Tử Vong Cốc, Tiêu Chính Văn vung tay lên nói. Chương 5176. Nơi này cách Tử Vong Cốc khoảng nửa ngày đi đường, chỉ có điều, Tiêu Chính Văn không đi cùng mấy người kiếm ma, mà để bọn họ rời đi trước. Mấy người Thiên Trần Tử đương nhiên không dám đi theo 5 người bọn họ, mà theo sát bên cạnh Tiêu Chính Văn. Dù sao cũng là ông ta đích thân gài bẫy 5 người bọn họ, bây giờ mọi chuyện lại quá rõ ràng. Nếu có cơ hội, 5 người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thiên Trần Tử và Tố Ngọc. Thấy đám người kiếm ma trước khi rời đi còn nhìn về phía mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, trong lòng Thiên Trần Tử không khỏi trùng xuống, thầm kêu một tiếng không ổn rồi. À, cậu Tiêu, tôi có một đề nghị, không biết cậu có thể đáp ứng không? Thiên Trần Tử ở bên cạnh, tiến lên tươi cười nói. Đề nghị. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Thiên Trần Tử. Đúng vậy, mặc dù mấy người bọn họ đã quay về con đường chính, nhưng tôi nghĩ... Vẫn còn không ít thiên tài của Chư Thiên Thần Giới sẽ đi qua thành Huyền Thiên, cậu xem tôi có thể ở lại chỗ này, chỉ cần có người đi qua đây thì tôi sẽ đưa bọn chúng đến gặp cậu, được không?
Ánh mắt Tiêu Chính Văn liếc nhìn hai người Thiên Trần Tử và Tố Ngọc, lại nhìn mấy người kiếm ma đi một bước quay đầu 7 lần, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là được. Đa tạ đại ân của cậu Tiêu. Thiên Trần Tử như được đại xá, trong lòng Tố Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mấy người kiếm ma rời đi, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã bị bọn họ bỏ xa ở đằng sau, Hoa Phi Thiên mới lao về phía mấy người kia nói, hừ, mặc dù đánh một mình, chúng ta không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, nhưng mấy người chúng ta. Không đợi hắn nói hết lời, Liệt Diệm vội vàng khoát tay nói, những chuyện như này, tôi khuyên anh tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Anh đừng quên, chúng ta đều đã bị Tiêu Chính Văn động tay chân. Không ai có thể cam đoan rằng những lời mưu đồ bí mật của chúng ta bây giờ có truyền đến lỗ tai của hắn hay không. Nói rồi, ánh mắt Liệt Diệm rơi trên người kiếm ma. Ai cũng biết, giờ khắc này kiếm ma đã không còn ý chí của chính mình, hắn gần như là tai mắt của Tiêu Chính Văn. Lời như vậy lại nói ra ngay trước mặt kiếm ma, có khác gì đang cùng nhau bàn bạc tạo phản trước mặt Tiêu Chính Văn đâu. Ý của tôi là chúng ta tìm cơ hội thích hợp chạy trốn. Còn chuyện muốn đánh bại hắn, với thực lực của mấy người chúng ta thì vẫn hơi yếu. Hoa Phi Thiên thở dài nói, với tư cách là thiếu tông chủ Cẩm Tú Thiên Cung, đây là lần đầu tiên hắn nói ra lời nói chẳng ra làm sao như vậy, nhưng hiện thực bày ra trước mắt, hắn cũng không thể không thừa nhận, đời này của hắn không thể vượt qua được Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều rơi vào trầm mặc. Trốn ư, bọn họ trốn thế nào đây? Chỉ cần một ý nghĩ, Tiêu Chính Văn cũng có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói, bọn họ có thể trốn nhanh hơn ý nghĩ của Tiêu Chính Văn sao? Thấy mọi người trầm mặc không lên tiếng, Hoa Phi Thiên cũng chỉ đành khoát tay nói, thôi bỏ đi. Chương 5177. Kỳ thực chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta quá chủ quan, chúng gian kế của Thiên Trần Tử. Nếu không, Thiếu Tông Chủ nói đến đây, trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Tên Thiên Trần Tử đáng chết, vậy mà ăn cây táo rào cây sung, giúp đỡ Tiêu Chính Văn lừa bọn họ. Cách tốt nhất bây giờ là ngoan ngoãn đi theo hắn, đợi sau này tìm cơ hội, chỉ ít trước mắt, ngay cả suy nghĩ chạy trốn cũng không được phép có. Sắc mặt Lãnh Hàn Thiên hết sức lạnh lùng thở dài nói. Không bao lâu sau, mấy người họ đã tới bầu trời Tử Vong Cốc. Nơi này danh xứng với thực, vừa mới đi vào Tử Vong Cốc, bọn họ đã cảm nhận được một luồng khí tức chết chóc cực kỳ mãnh liệt. Trên bầu trời, mặt trời chói chang, trên mặt đất, khắp nơi đều là hài cốt của các loại thú và chim. Phía trên nham thạch xung quanh cũng đầy những vết máu pha tạp. Ở giữa mảnh đất chết chóc này, lại có một tòa thành cao lớn tọa lạc. Bên ngoài cửa thành, có một bia đá cực lớn, trên đó khắc 3 chữ Tử Vong Cốc. Trên tòa thành cao có một người đàn ông tóc trắng, mặc đồ đen, tay cầm thanh kiếm dài, cười như không cười nhìn về phía đám người bọn họ. Hắn là chủ nhân thật sự của thành Huyền Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất. Mấy người bọn họ đều biết rất rõ lai lịch của Đông Hoàng Thái Nhất. Có thể nói xuất thân của hắn tuyệt đối không thua kém bất cứ ai trong số họ, bởi vậy, họ đều ôm quyền cúi đầu khi nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất. Ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất đảo qua bọn họ, khẽ mỉm cười nói, các vị, mời vào trong. Mấy người họ trước giờ luôn cao ngạo, lúc này trên mặt đều nở nụ cười gượng gạo, liên tục gật đầu với Đông Hoàng Thái Nhất. Ở sau lưng bọn họ không xa, mấy người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào cũng đi vào địa giới của Tử Vong Cốc. Xa xa nhìn thấy bóng dáng Võ Anh Hào, mặc dù trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn không bằng lòng, nhưng nể mặt nhà họ Võ, hắn vẫn đứng ở cửa thành nghênh đón. Hắn chỉ chào hỏi Võ Anh Hào, phớt lờ nhóm người Tiêu Chính Văn, sau đó nhanh chóng đuổi kịp đám người kiếm ma, sóng vai đi cùng 5 người bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất vừa đi, vừa giới thiệu tình hình ở Tử Vong Cốc, đồng thời cử người chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn. Đến khi tiến vào trong đại sảnh trung tâm tiệc rượu, mấy người Võ Anh Hào mới gặp lại mấy người kiếm ma lần nữa. Lúc mọi người thấy Tiêu Chính Văn sau lưng Võ Anh Hào, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Các vị, chẳng lẽ là tôi chiêu đãi không chu đáo sao? Thấy nụ cười trên mặt họ biến mất trong chốc lát, Đông Hoàng Thái Nhất hơi buồn bực hỏi. Không không không, anh nhiệt tình tiếp đãi, chúng tôi vô cùng cảm kích. Trên mặt Liệt Diệm đầy vẻ lúng túng cười nói. Chương 5178. Dù sao Tiêu Chính Văn đang ngồi đối diện bọn họ, một ánh mắt của Tiêu Chính Văn cũng đủ khiến cho bọn họ hãi hùng khiếp vía, ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa chứ?
nhưng tôi thấy hình như mọi người không hài lòng với tiệc rượu hôm nay. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày hỏi, đồng thời liếc nhìn về phía đám người Tiêu Chính Văn. Không không không, đã rất chu đáo rồi, chỉ là đường xá xa xôi, chúng tôi đều hơi mệt. Hoa Phi Thiên ngượng ngùng giải thích. Nhưng hắn giải thích như thế quá gượng gạo, với tu vi của mấy người họ, đừng nói từ thành Huyền Thiên tới Tử Vong Cốc, cho dù trong vòng một ngày xuyên qua mấy đại giới, cũng sẽ không hề cảm thấy mệt mỏi. Các vị, thật ra lần này mọi người là nhân vật chính của chuyến đến hành lang thời không này, mọi người nên kích động mới đúng. Đông Hoàng Thái Nhất hơi khó hiểu nói. Thật ra cuộc thử luyện hành lang thời không đã được xác định từ trước, 5 người bọn họ cộng thêm Ma Long, mới là nhân vật chính của lần thử luyện này, ứng cử viên cho vị trí đại thánh cũng sẽ được chọn ra trong mấy người bọn họ. Còn về phía địa cầu, đã bị loại trừ ngay từ đầu. Đông Hoàng Thái Nhất nói đùa rồi, thật ra bọn tôi chỉ làm phông nền mà thôi, dù sao hành lang thời không này được mở ra từ phía địa cầu, thánh điện thời không bị cường giả địa cầu chiếm giữ là chuyện đương nhiên. Thiếu cung chủ vội vàng mở miệng phản bác. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ai trong bọn họ dám tự nhận mình là nhân vật chính trong hành lang thời không này chứ? Không muốn sống nữa sao? Các vị quá khiêm tốn rồi, thật ra mọi người mới chính là thiên tài chân chính trên đời này, ai có thể phân cao thấp với các vị chứ? Hơn nữa với thực lực của các vị, đừng nói đến nhân vật nhỏ căn bản không đáng nhắc tới ở địa cầu, ngay cả trong chư thiên thần giới có mấy người dám cạnh tranh với các vị. Đông Hoàng Thái Nhất cười to nói. Hắn không chỉ nói cho đám người liệt diễm nghe, mà còn muốn cho đám người võ anh hào biết rằng cuộc thử luyện ở hành lang thời không lần này hoàn toàn không liên quan gì đến họ. So với đi chịu chết thì chi bằng biết khó mà lui, sớm rời khỏi hành lang thời không mới là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn họ. Nhưng lời mà hắn muốn khuyên đám người võ anh hào rút lui, lại cực kỳ chói tai với đám người thiếu cung chủ. Hơn nữa, ngồi đối diện bọn họ là một người có thể khống chế sự sống cái chết của bọn họ, những lời này giống như lá bùa đòi mạng với họ. Đông Hoàng Thái Nhất đâu biết rằng Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn thu phục những thiên tài đó từ lâu, thậm chí ngay cả vận mệnh tương lai của bọn họ cũng nằm trong tay Tiêu Chính Văn. Đông Hoàng Thái Nhất nói đùa rồi, tôi chỉ là một trong số người bình thường mà thôi, không tài giỏi như anh nói. Liệt Diệm vội vàng sửa lại. Đâu có, các vị vẫn quá khiêm tốn rồi, so với những người địa cầu không biết trời cao đất rộng thì các vị chính là thánh hiền trong loài người, võ giả trong số những hào kiệt. Thật ra các vị đừng khách khí như vậy, vốn dĩ hành lang thời không lần này mở ra vì các vị. Các vị nên tiếp nhận thiên mệnh, mở ra một thời đại huy hoàng thuộc về các vị. Chương 5179 Đông Hoàng Thái Nhất đâu hề biết mấy người bọn họ đã sớm là con rối của Tiêu Chính Văn. Hắn vẫn cố gắng hết sức nâng đám người kia lên mây, đồng thời coi thường đám người võ anh hào và Tiêu Chính Văn. Hàm ý trong lời nói của hắn rất rõ ràng, đám người Tiêu Chính Văn không có tư cách để so sánh với đám người thiếu cũng chủ, càng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Thật không, tôi có ý kiến khác. Võ anh hào đặt ly rượu xuống, lạnh nhạt nói. Ồ, võ thế tử có thể nói ý kiến của mình để mọi người nghe thử. Đông Hoàng Thái Nhất cười khẩy nói. Lần này sở dĩ hành lang thời không mở ra ở địa cầu vừa hay cho thấy địa cầu không còn yếu kém như xưa, hơn nữa địa cầu cũng có lịch sử lâu đời, là nơi long tộc sinh ra, một ngày nào đó, người địa cầu sẽ một bước lên trời. Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng cuộc thử luyện ở hành lang thời không lần này sẽ thay đổi rất nhiều thứ sao? Võ Anh Hào cười khẩy nói. Vị công tử này nói cũng đúng, chúng tôi cũng nghĩ như vậy, thiếu cung chủ phụ họa. Đám người thiếu cung chủ đều tươi cười nhìn về phía Võ Anh Hào, thậm chí còn không hề có ý phản bác, cũng không hề kinh ngạc trước lời nói đại nghịch bất đạo của anh ta. Không, theo Đông Hoàng Thái Nhất thấy, Võ Anh Hào chỉ là kiêu ngạo một cách mù quáng, đám người thiếu tông chủ chỉ là quá khiêm tốn, không muốn tranh cãi với loại người này mà thôi. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Đông Hoàng Thái Nhất lên tiếng. Hắn giơ tay lên, ngay lập tức trên mặt đất nứt ra một khe hở. Lúc này, khí tức trong Tử Vong Cốc cũng thay đổi theo. Từ sâu trong lòng đất truyền đến mùi máu tanh nồng nặc, đồng thời, toàn bộ Tử Vong Cốc trông càng giống một thành phố chết chóc. Huyết quang vô tận nhanh chóng khuếch tán trong thành, tử khí dày đặc tràn ngập toàn bộ Tử Vong Cốc. Lúc này, toàn bộ Tử Vong Cốc đang rung chuyển, dòng sông máu vô tận bên dưới đang dần tràn ra. Đó là, đám người thiếu cung chủ ngơ ngác nhìn khe núi bên dưới,
không dám tin trong hành lang thời không lại có nơi khủng bố như vậy. Nơi đó là suối máu, còn có động vạn thi và vùng đất chết. Ba nơi này cũng là trung tâm tử vong cốc, tinh hoa trời đất đều cất giấu ở bên trong huyết cốc. Động vạn thi là nơi chứa xác của mọi linh hồn, mà vùng đất chết chính là khu vực cốt lõi chứa đựng nuôi dưỡng tinh hoa của sự sống. Cái gọi là tinh hoa của trời đất, kỳ thật cũng chỉ là một giọt tinh huyết này không phải của riêng ai, mà là do trời đất tự mình sinh ra. Tinh hoa của tất cả linh hồn chính là tinh huyết mà những linh hồn cường đại kia lưu lại trong hành lang thời không, đối với bất kỳ võ giả nào mà nói, đó là bảo vật quý giá nhất trong tất cả bảo vật. Không chỉ có thể nhanh chóng nâng cao cảnh giới và thực lực của võ giả, còn có tác dụng cường hóa cơ thể. Chương 5180 về phần tinh hoa sinh mệnh, có thể giúp người sử dụng nâng cao tinh thần lực. Sau khi đạt tới cấp chuẩn thánh, tinh thần lực của một người quyết định thực lực mấu chốt của người đó. Ba loại tinh hoa của trời đất này là điều mà mọi võ giả đều mơ ước. Bất kể là ai, nếu muốn nâng cao thực lực lên một tầng cao hơn nữa, cũng không thể không có ba loại tinh hoa này. Nhưng muốn có được ba loại tinh hoa này cũng không phải chuyện dễ, cho dù là suối máu, động vạn thi hay vùng đất chết, đều có sinh vật hùng mạnh canh giữ. Trong suối máu là xác máu vạn năm, sức chiến đấu của nó mạnh đến mức cao thủ cảnh giới chuẩn thánh cấp 7 cũng không dám một mình đối đầu với nó. Kỵ sĩ tử vong trong động vạn thi càng mạnh mẽ hơn, vô số thiên tài của chư thiên thần giới đều chết dưới tay kỵ sĩ tử vong. Vùng đất chết được canh giữ bởi vô số cốt binh. Tất cả đều có thực lực chuẩn thánh cấp 3 trở lên, nếu muốn lấy được tinh hoa sinh mệnh thì khó như lên trời. Các vị, ba nơi này đều chứa vật bảo vật vô giá, dù lấy được cái nào, thực lực của các vị đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười nói. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt đám người thiếu cung chủ lập tức trở nên khó coi. Không phải bọn họ không có hứng thú với ba loại bảo vật này. Mà là trước đó Tiêu Chính Văn đã nói với mọi người rằng cho dù là bảo vật gì, dù hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào, đều phải lấy bảo vật ra đưa cho Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, ngay cả khi họ liều mạng để có được cả ba bảo vật, thì cuối cùng người được lợi đều là đám người Tiêu Chính Văn. Đây cũng là lý do tại sao mấy người bọn họ vẫn luôn không muốn hỏi tử vong cốc có những loại bảo vật nào, bởi vì ngay cả khi họ liều mạng lấy được những bảo vật đó, cuối cùng một cọng tóc cũng chẳng có được. Ba loại tinh hoa này tuy rằng giúp nâng cao rất nhiều thực lực, nhưng mỗi một nơi đều tràn ngập nguy hiểm, anh Đông Hoàng, nếu nguy hiểm như vậy, chúng tôi thà không cần còn hơn. Hoa Phi Thiên vội vàng cắt ngang lời nói của Đông Hoàng Thái Nhất. Thiếu cung chủ quá lo lắng rồi, ba loại tinh hoa này khó có được nhưng cũng không phải không có cơ hội, hơn nữa bất kỳ loại tinh hoa nào cũng có thể giúp các vị có biến hóa long trời lở đất. Nếu bây giờ bỏ lỡ không phải rất đáng tiếc sao? Tải app Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Đông Hoàng Thái Nhất đã nhầm tưởng rằng đám người Hoa Phi Thiên không hiểu tác dụng kỳ diệu của ba loại tinh hoa này, vì vậy hắn lại giải thích một lượt. Không chỉ sắc mặt của Hoa Phi Thiên trở nên cực kỳ khó coi, mà ngay cả đám người thiếu cung chủ cũng nghiến răng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, hận không thể đánh hắn một trận cho hả giận. Chỉ là vì khắp nơi đều có nguy hiểm, nên võ thế tử không nên mạo hiểm. Bằng không nếu xảy ra sơ suất thì mất lại nhiều hơn được. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn về phía đám người Võ Anh Hào nói. Tất nhiên, hắn không phải suy nghĩ cho sự an toàn của Võ Anh Hào, mà là không muốn đám người Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn lấy được loại bảo vật này. Tôi cũng đang có ý này, nếu nguy hiểm như vậy thì chúng tôi cũng không nên tham gia. Võ Anh Hào mỉm cười thần bí nói. Đừng nói Đông Hoàng Thái Nhất không muốn bọn họ tham gia. Dù Đông Hoàng Thái Nhất mời bọn họ đi, Võ Anh Hào cũng tuyệt đối sẽ không đi. Chương 5182 ý nghĩa trong lời nói của Đông Hoàng Thái Nhất không thể rõ ràng hơn, so với mấy người kiếm ma, thực lực của mấy người Tiêu Chính Văn quá yếu đến mức căn bản không cần nhắc đến, họ cũng không xứng đáng có được nhiều bảo vật như vậy. Hắn vừa nói ra những lời này, thiếu cung chủ giận tái mặt. Bọn họ đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất này lại giống như một kẻ ngốc. Hắn căn bản không hiểu hàm ý trong lời nói của bọn họ. Càng tệ hơn là ý của Tiêu Chính Văn cũng là muốn che giấu Đông Hoàng Thái Nhất, vì vậy trong lòng họ có lo lắng đến đâu cũng không dám nói ra. Thậm chí bọn họ có được ba loại tinh hoa, bản thân cũng không dám tùy tiện sử dụng chúng, chỉ có thể ngoan ngoãn giao cho Tiêu Chính Văn. Tôi nghĩ các vị đều là người thông minh, đặc biệt là Võ Thế Tử, anh thậm chí còn xuất thân từ hoàng tộc.
cho dù tôi không nói những lời dư thừa thì anh cũng có thể hiểu được ý của tôi, Đông Hoàng Thái Nhất vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía Võ Anh Hào. Đó là đương nhiên là tôi hiểu, Đông Hoàng xuất phát từ ý tốt. Võ Anh Hào khẽ cười nói. Ngay cả Võ Anh Hào cũng đã nói như vậy, mấy người kiếm ma có thể nói gì được nữa, họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu khó mà thôi. Các vị không cần cảm ơn tôi, đều coi như là quà gặp mặt tôi tặng các vị vậy. Đông Hoàng Thái Nhất nâng ly rượu, nói với mấy người kiếm ma. Mấy người Hoa Phi Thiên ủ rủ, nâng ly rượu lên, trong lòng chỉ muốn xé nát Đông Hoàng Thái Nhất thành tám mảnh. Đông Hoàng, kỳ thật tôi còn tưởng rằng, tinh hoa trời đất này, Hoa Phi Thiên còn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn ở bên cạnh đã cắt ngang, nếu các vị không lấy những bảo vật này, chẳng phải là lãng phí sao? Chỉ một câu nói đã khiến Hoa Phi Thiên nuốt nước bọt, nửa chữ cũng không thốt ra được nữa. Ý của Tiêu Chính Văn không thể rõ ràng hơn, dù các người muốn hay không thì cũng phải làm. Nói không sai, tinh hoa trời đất, tinh hoa linh hồn, tinh hoa sinh mệnh đều là bảo vật quý giá nhất. Như Đông Hoàng đã nói, người có năng lực mới có thể làm được, đừng từ chối nữa, Võ Anh Hào nở nụ cười nói. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất hài lòng nhìn Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào, có vẻ như hai người họ khá thức thời. Không biết đây có phải là Tiêu Chính Văn trong lời đồn hay không? Đông Hoàng Thái Nhất chỉ vào Tiêu Chính Văn nói. Chính xác, Võ Anh Hào khẽ gật đầu và nói. Xem ra anh Tiêu cũng là hào kiệt thức thời. Các vị cứ yên tâm, không chỉ có huyết cốc, trong động vạn thi còn có, Đông Hoàng, thật ra, động vạn thi, Hoa Phi Thiên còn chưa nói xong, lại bị Đông Hoàng Thái Nhất cắt ngang, mọi người, thật ra không chỉ huyết cốc, động vạn thi và vùng đất chết thôi đâu. Sau khi lấy được ba loại tinh hoa, tôi có thể đưa các vị đến Ma Vương Cốc. Ma Vương Cốc, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nói, xin hỏi trong Ma Vương Cốc có bảo vật gì không? Chương 5183 đương nhiên là có, bảo vật trong Ma Vương Cốc, không thua kém ba loại tinh hoa này chút nào đâu. Đông Hoàng Thái Nhất cười to nói. Nghe hắn nói xong, đám người kiếm ma hoàn toàn không cười nổi nữa, Đông Hoàng Thái Nhất vô hình chung đã bán đứng bọn họ một cách sạch sẽ. Liều mạng xông vào ba cấm địa thì đã đành, còn mạo hiểm tính mạng liều mình xông vào Ma Vương Cốc, mấu chốt là cuối cùng, bọn họ ngay cả một sợi lông cũng không có được. Đông Hoàng, nào, chúng ta uống cạn chén này, sau đó mau chóng xuất phát đi. Lãnh Hàn Thiên vốn im lặng nãy giờ cũng không kiềm chế nổi nữa, nâng ly rượu thúc giục một câu. Hắn thật sự sợ rằng nếu Đông Hoàng Thái Cực nói tiếp thì sẽ khiến bọn họ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Được, uống cạn chén này. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, hắn cầm ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch. Mấy người Hoa Phi Thiên lại điên tiết, miễn cưỡng mới uống cạn ly rượu đắng. Mọi người, xin mời. Đông Hoàng Thái Nhất đặt ly rượu xuống, sau đó vung tay lên, một luồng ánh sáng vàng dẫn tới bên trong huyết cốc, hắn cũng là người đầu tiên đặt chân lên con đường màu vàng kim này. Mấy người Hoa Phi Thiên nhìn huyết cốc sâu vô tận, chỉ muốn một kiếm chém Đông Hoàng Thái Nhất thành hai mảnh. Đó chính là huyết cốc, sở dĩ đặt tên là huyết cốc, là bởi vì nơi đó vô cùng hung hiểm, không biết có bao nhiêu cao thủ của chư thiên thần giới đều lần lượt chết ở chỗ này. Thật lòng mà nói, cho dù là vì lợi ích của chính mình thì bọn họ thà không có cái gọi là bảo vật kia, cũng không muốn đi mạo hiểm. Nhưng Tiêu Chính Văn đã nói rồi, bọn họ sao dám không tuân theo. Mấy người Hoa Phi Thiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Đông Hoàng Thái Nhất trên con đường vàng kim. Cùng nhau tiến vào bên trong huyết cốc. Bên trong huyết cốc giống như một thế giới độc lập, các đỉnh núi xung quanh đều là màu đỏ như máu, thứ chảy trên núi không phải là suối, mà là một dòng sông máu. Khí tức đẫm máu này mạnh mẽ đến mức ngay cả mấy người kiếm ma cũng cảm thấy da đầu tê dại. Chúc mọi người mã đáo thành công. Võ Anh Hào nâng ly rượu lên, cười nói với mấy người Hoa Phi Thiên. Nhưng những lời này, từ trong miệng Võ Anh Hào nói ra, dù nghe thế nào cũng có ý nghĩa khác. Khi mọi người tiến sâu hơn vào bên trong huyết cốc, khí tức đẫm máu càng ngày càng nồng đậm. Nơi đó dường như có nguồn gốc với huyết tộc, Tần Lương Ngọc nhìn về hướng huyết cốc, cau mày nói. Mấy người bên cạnh cũng nhìn về phía huyết cốc, có thể nói khí tức đẫm máu trong huyết cốc mạnh hơn rất nhiều so với trụ sở của huyết tộc ở vùng ngoài lãnh thổ. Mà trong sự tinh khiết của khí tức đẫm máu này còn mang theo một nỗi kinh hoàng khiến người ta không thể diễn tả được. Chương 5184 cho nên khó trách Tần Lương Ngọc lại liên kết huyết cốc với huyết tộc của vùng ngoài lãnh thổ.
Nói cách khác, huyết tộc là do một vị cao thủ nào đó của vùng ngoài lãnh thổ từng bước vào hành lang thời không sáng tạo ra. Còn có một khả năng khác, huyết cốc vốn dĩ được tạo ra bởi một vị cao thủ huyết tộc đến từ vùng ngoài lãnh thổ bước vào hành lang thời không sáng tạo lên. Cho dù là khả năng nào đi chăng nữa, giữa huyết cốc và huyết tộc, nhất định có một mối liên hệ không thể tách rời. Suy cho cùng, hành lang thời không đã tồn tại từ thời xa xưa, thậm chí có thể bắt nguồn từ thời đại bàn cổ khai thiên lập địa. Hơn nữa, trong thời kỳ Hoa Quốc Thượng Cổ, tức là lúc ban đầu khi con người được tạo ra, những nhân vật siêu cấp chân chính đó, cũng là những đại thánh đến từ hành lang thời không. Nói cách khác, hành lang thời không liệu có phải nơi bắt nguồn của nền văn minh hay không? Đồng thời khi mấy người Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào trong huyết cốc, vô số chữ cổ và ký tự phong ấn lần lượt xuất hiện. Mỗi một đạo phù văn, đều mang sát khí kinh hoàng. Lần này, bọn họ thật sự thập tử nhất sinh rồi. Lý Bạch vừa uống rượu vừa cười híp mắt nói. Bởi vì sát khí của những phù văn kia cũng không yếu hơn khí tức của chuẩn thánh cấp 3, hơn nữa không chỉ là một hai đạo phù văn, mà là hơn ngàn vạn đạo phù văn. Điều này tương đương với việc đối mặt với hàng vạn cao thủ cảnh giới chuẩn thánh cấp 3, cho dù đám người kiếm ma có cảnh giới chuẩn thánh cấp 6, thì cũng như kiến đấu với voi. Nếu không phải đều là nhân vật nòng cốt của các thế lực lớn, chỉ dựa vào thế trận hiện giờ thì bọn họ đã có thể biết khó mà lui. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ đứng trong hư không, vừa giơ tay đã đánh ra hàng ngàn tấm lệnh bài huyền vũ. Ngay khi những lệnh bài huyền vũ này xuất hiện, sức mạnh của những phù văn đó đã giảm xuống một cấp, hơn nữa một sức mạnh đáng sợ hơn đã phong tỏa khí tức đẫm máu bên trong huyết cốc. Xông lên, Hoa Phi Thiên giống to một tiếng, vung kiếm chém ra một màn ánh sáng bạc, chém đứt vô số phù văn lơ lửng trong không trung. Sự việc đã đến nước này, họ không còn lối thoát nào khác ngoài việc dũng cảm tiến lên. Mấy người phía sau cũng liều mạng sử dụng chiêu thức. Ngay lập tức, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Kiếm ý tràn ngập, sát khí sôi trào, vô số mũi tên băng bắn xuống như mưa. Mỗi một mũi tên băng đều mang theo khí tức kinh thiên động địa, trong nháy mắt có thể đánh nát một đạo phù văn. Những phù văn kia xuất hiện càng lúc càng nhiều, dày đặc, giống như một tấm lưới lớn thông thiên, bao trùm tất cả mọi người ở trong đó. Nơi này đã phát động kết giới phòng ngự, mọi người đừng xem thường. Đông Hoàng Thái Nhất giống to, rồi lại vung kiếm chém tới. Mấy người kiếm ma cũng sử dụng hết tất cả các giải thuật trên người, một đường chém giết điên cuồng. Sau khi xông ra mấy dặm, Hoa Phi Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra cũng không khó lắm. Chương 5185 những người còn lại cũng đều thở phào. Đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau sẽ còn có thứ càng đáng sợ hơn. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc nói. Cái gì, đây mới chỉ là bắt đầu thôi sao? Lẽ nào trong huyết cốc còn có sự tồn tại kinh khủng hơn nữa? Nhất thời, mấy người Hoa Phi Thiên đều sững sờ. Nếu đây mới chỉ là bắt đầu, vậy sau đó họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì đây? Mấy người bọn họ vừa rồi đã tiêu hao phần lớn thể lực, nếu những gì Đông Hoàng Thái Nhất nói là thật, thì tiếp theo chẳng phải bọn họ phải liều mạng sao? Trong lúc mọi người đang do dự, trên bầu trời đột nhiên bị vô số đám mây máu bao phủ, một luồng khí tức đáng sợ hơn bỗng đánh tới. Khí tức huyết tinh khủng khiếp tràn ngập trời đất, như từ 9 tầng trời giáng xuống, tựa như tỏa ra từ ngục cửu u, toàn bộ không gian tràn ngập khí tức chết chóc. Ngay cả bầu trời cũng trở nên u ám tĩnh mịch. Một đạo phù văn rơi xuống, Hoa Phi Thiên suýt chút nữa bị thương bởi phù văn đó. Nhìn thấy khí tức của những phù văn này đang tăng lên theo cấp số nhân, những người còn lại cũng đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát xung quanh. Đám người Tiêu Chính Văn vẫn nhàn nhã uống rượu và nói chuyện phiếm, Lý Bạch thậm chí còn uống rượu, làm thơ, thỉnh thoảng được mọi người vỗ tay khen ngợi. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua, khi màn đêm buông xuống, đám người Đông Hoàng Thái Nhất trở lại trên mặt đất với tình trạng chật vật. Đám người Hoa Phi Thiên đâu còn phong thái của thiếu cung chủ và thiếu tông chủ nữa, ai nấy đều trông như ăn mày, quần áo rách rưới, cả người be bét máu. Thậm chí hai người Lãnh Hàn Thiên và Liệt Diệm cũng bị thương nặng, được hai người thiếu cung chủ và kiếm ma cõng về. Không phải là thực lực của bọn họ không mạnh, mà là phù văn trong huyết cốc quá mạnh, dù sao trước đó. Vô số cao thủ đến từ chư thiên thần giới cũng chết ở chỗ này, mà bọn họ có thể sống sót trở về đã là kỳ tích rồi. Trong tay mỗi người đều có một khối tinh hoa như hổ phách, đỏ tươi như máu, trong suốt như pha lê,
như có sinh mệnh đang chảy trong đó. Chỉ là trên mặt mọi người không hề vui mừng, mà tất cả đều trầm mặc như nước. Thậm chí họ có thể cảm nhận được rằng tinh hoa này đều là bảo vật vô giá, nhưng vậy thì sao? Cuối cùng, những tinh hoa này chỉ có thể thuộc về Tiêu Chính Văn, không liên quan gì đến họ. Điều khiến họ muốn khóc nhất là họ đã liều mạng mới có được những tinh hoa này, nhưng họ lại phải giao chúng ra khi chưa kịp làm gì, không ai có thể cười nổi trong hoàn cảnh này. Chúc mừng các vị đã có được những tinh hoa này, thực lực của các vị nhất định có thể tăng lên một bậc. Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn nói. Da thịt trên mặt Hoa Phi Thiên nhăn nhúm, lúc này, hắn chỉ muốn lột ra Đông Hoàng Thái Nhất. Chúc mừng mọi người bội thu trở về. Võ Anh Hào nâng ly rượu lên, đám người Lý Bạch cũng nâng ly chúc mừng. Chương 5186 nhưng cảnh tượng này, dù nhìn như thế nào đều thấy hơi kỳ lạ. Cảm ơn, Lãnh Hàn Thiên ôm quyền với đám người Võ Anh Hào, trên mặt nở nụ cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn cảnh tượng này thì không khỏi khẽ nhíu mày. Bầu không khí vô cùng không hài hòa, những người thực sự được hưởng lợi thì mặt đầy chán nản, ngược lại đám người Võ Anh Hào lại hớn hở chúc mừng. Hơn nữa, dù là Võ Anh Hào hay đám người Lý Bạch, nụ cười trên mặt đều chân thành như thật. Các vị, theo tôi thấy, còn phải kiên trì nỗ lực, mới có thể lấy được toàn bộ tinh hoa. Đông Hoàng Thái Nhất đề nghị. Đông Hoàng, mọi người vừa mới trải qua một trận khổ chiến, theo tôi thấy nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nói sau cũng không muộn. Sắc mặt Hoa Phi Thiên cực kỳ khó coi nói. Trong bọn họ đã có hai người bị trọng thương, nếu còn tiếp tục liều mạng đi tiếp thì nói không chừng sẽ có người mất mạng ở chỗ này. Trời không còn sớm, thời gian không chờ đợi một ai. Tiêu Chính Văn vừa uống rượu vừa nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, đám người Hoa Phi Thiên gần như ngất xỉu tại chỗ. Giận lắm nhưng sao bọn họ dám làm trái lệnh. Lãnh Hàn Thiên và Liệt Diệm thiếu chút nữa cắn nát răng, hung ác lườm Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng âm thầm thề thốt chỉ cần bọn họ có thể sống sót rời khỏi hành lang thời không lần này, họ nhất định sẽ trả lại nỗi uất hận ngày hôm nay. Bọn họ không hận Tiêu Chính Văn, cũng không dám hận Tiêu Chính Văn, bọn họ chỉ căm hận Đông Hoàng Thái Nhất lắm mồm lắm miệng đến tận xương tủy. Nếu không phải tên khốn này lắm lời thì bọn họ đâu đến nỗi mấy lần vật vờ trên bờ vực sống chết. Cùng lúc đó, kết giới vũ trụ bên kia, vô số khí tức đáng sợ lần lượt tập trung tới chỗ khe nứt, uy lực đáng sợ đã sớm khiến kết giới vũ trụ trở nên tràn ngập nguy cơ. Dưới sự thiêu đốt của vô số ngọn lửa, kết giới vũ trụ đã phát ra những tiếng vỡ vụn. Liệt Diệm Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Liệt Diệm Tông giới Thiên Diệm cũng gia nhập chiến đoàn. Một ông lão tóc trắng trong số đó có phong thái uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía kết giới vũ trụ. Khí thế của ông ta không hề kém hơn Thiên Kiếm Thánh Quân và giới Vạn Cổ. Ông lão này chính là một trong bốn trưởng lão của Liệt Diệm Tông, cụ tổ Diệm Thiên. Tương truyền Diệm Thiên đã từng sử dụng thiên hỏa để thiêu đốt một ngôi sao thành cho bụi, thực lực của ông ta cực kỳ đáng sợ. Lúc này, không chỉ có ông ta, giới Vạn Cổ và Thiên Kiếm Thánh Quân đã tề tựu ở đây. Ở phía xa còn có một người đàn ông trung niên mặc chiến bào màu bạc, lao về phía kết giới vũ trụ. Thực lực của người này thậm chí đã đạt tới trên chuẩn thánh cấp 9. Xa xa nhìn thoáng qua người đàn ông áo bào bạc, trên mặt Thiên Kiếm Thánh Quân nở nụ cười nhạt. Chương 5187 trên thực tế, với thực lực của ba người bọn họ cũng đủ phá vỡ kết giới vũ trụ. Hơn nữa, dù vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục, đều không có khả năng chống lại đội quân chư thiên thần giới xâm lược. Dù sao trên toàn bộ địa cầu, người ở cảnh giới chuẩn thánh không nhiều, huống hồ là cao thủ chuẩn thánh cấp 7. Bấy giờ, bầu không khí của toàn bộ địa cầu, bất kể là vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục đều vô cùng căng thẳng. Hoa quốc trong giới thế tục lúc này cũng đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Thiên tử ra lệnh cho tất cả các chỉ huy của năm chiến khu trở về Long Kinh, tất cả các bộ trên cả nước đã sẵn sàng chiến đấu. Thiên tử. Rất nhiều môn phái vùng ngoài lãnh thổ đều đồng ý quay về giới thế tục, cùng giới thế tục chống lại sự xâm lược của chư thiên thần giới. Tần Vũ cau mày báo cáo tin tức, tựa hồ còn hơi nghi ngờ. Suy cho cùng, những thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều là loại người gì thì không cần phải nói nhiều, nếu bọn họ thật muốn chống lại thì còn cần trở về giới thế tục sao? Cùng chống lại chư thiên thần giới. Thiên tử khẽ lắc đầu nói, bọn họ muốn trở về giới thế tục tị nạn thì đúng hơn.
thông báo cho tất cả gia tộc và môn phái có liên quan đến nhà họ Khổng đều không được đặt chân vào giới thế tục, ít nhất, không cho phép bọn họ tiến vào Hoa Quốc. Bây giờ kết giới vũ trụ đã tràn ngập nguy cơ, nhưng người chư thiên thần giới chậm chạp không phát động tổng công kích, trong đó nhất định có bí ẩn. Có lẽ, người của chư thiên thần giới vẫn đang lên kế hoạch từ bên trong để phá bỏ sự phản kháng của địa cầu. Mà những tay sai trung thành nhất của họ là những kẻ cặn bã của nhà họ Khổng. Ngoài Hoa Quốc, thiên tử không muốn quản cũng không thể quản các quốc gia khác trên địa cầu, nhưng ít nhất Hoa Quốc sẽ không bao giờ cho phép những kẻ cặn bã này lèn vào Hoa Quốc vào đêm trước chiến tranh. Vâng, Tần Vũ nặng nề gật đầu đáp. Thiên tử, tất cả môn phái và võ tông Hoa Quốc đã tập trung bên ngoài Long Kinh, sẵn sàng liều chết chiến đấu với chư thiên thần giới bất cứ lúc nào. Ngay cả võ thần tông cũng cử người đại diện, bày tỏ sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ Hoa Quốc. Đại trưởng lão của võ tông cũng đưa một danh sách dày tới trước mặt thiên tử. Thiên tử lật vài trang, chậm rãi đặt danh sách xuống nói, có vẻ như con cháu Hoa Quốc chúng ta không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng trên dưới võ tông có thể hy sinh vì dân chúng Hoa Quốc, trong lòng chấm cũng được an ủi nhiều. Mặc dù toàn bộ võ tông đều dốc hết người tài, nhưng thiên tử đều biết rằng họ không thể ngăn chặn cuộc tấn công điên cuồng của chư thiên thần giới. Nhưng đây đã là điều lớn nhất mà Hoa Quốc có thể làm được, giờ phút này, không chỉ vùng ngoài lãnh thổ cảm nhận được kết giới vũ trụ sắp sụp đổ triệt để, ngay cả giới thế tục cũng có thể nhìn thấy hiện tượng dị thường ngoài trời. Nói cách khác, kết giới vũ trụ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khi đó, địa cầu chắc chắn sẽ chồng lên vũ trụ song song. Chương 5188 chư thiên thần giới chắc chắn sẽ hạ xuống địa cầu. Không chỉ Hoa Quốc đang tích lũy chuẩn bị cho chiến tranh, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang bày trận nghênh chiến. Ở phía vùng ngoài lãnh thổ, tất cả các tông môn và thế gia đều đứng về phía Tiêu Chính Văn cũng sẵn sàng chiến đấu, cánh cổng âm phủ mở ra, vô số âm binh đã tập hợp lại với nhau, trên trời u ám sát khí. Nhiều người bình thường không còn tâm trí làm việc, chỉ ở nhà, lo lắng nhìn bầu trời ngày càng tối đen. Bọn họ đang chờ đợi sự kết thúc, họ cũng đang chờ đợi Tiêu Chính Văn trở về. Thật ra mỗi người bọn họ đều biết rõ, chỉ cần kết giới vũ trụ bị phá vỡ, ngày chư thiên thần giới hạ xuống, chính là ngày tận thế của toàn bộ địa cầu. Nhiều quốc gia ở Phi Lục và Âu Lục chỉ có thể đặt hy vọng vào người trong vùng ngoài lãnh thổ. Dù sao tình hình của những quốc gia này không thể so sánh với Hoa Quốc, thậm chí ở rất nhiều quốc gia cũng không có tổ chức như Võ Tông, lấy đâu ra nhiều cường giả để bảo vệ quê hương của bọn họ. Thật ra tất cả trong lòng người giới thế tục đều biết rõ một điều, chỉ có các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ mới có thể chống lại chư thiên thần giới, còn giới thế tục căn bản không thể chống lại chư thiên thần giới. Thế lực của hai bên hoàn toàn không ngang bằng nhau. Mặc dù sau khi linh khí trở về, tất cả những người bình thường trên giới thế tục đều có một bước nhảy vọt về tư chất, thậm chí đại đa số mọi người đều có thực lực của chiến thần 5 sao. Nhưng cảnh giới chiến thần thậm chí còn nhỏ bé hơn cả con kiến ở trước mặt nhiều cường giả thánh cảnh. Cho dù là mấy nghìn long soái chiến thần 5 sao, 6 sao tụ tập lại, bất kỳ cường giả thiên cảnh nào cũng chỉ cần một hơi thở đã có thể biến bọn họ thành cho tàn. Vì vậy, giới thế tục cho dù có chuẩn bị tốt đến đâu thì việc chống lại chư thiên thần giới cũng vô nghĩa. Chỉ là mỗi người đều sẽ cố gắng hết sức vào thời khắc sinh tử cuối cùng, ngay cả con kiến cũng có suy nghĩ sống ngày nào biết ngày ấy. Huống chi là người còn sống. Nhưng ngay khi mọi người đều đặt hy vọng lên vùng ngoài lãnh thổ, một tin tức khiến tất cả mọi người tuyệt vọng từ vùng ngoài lãnh thổ đến giới thế tục. Cái gì, người của đế vương các vẫn còn đang đối địch với thiên đạo minh ước sao? Lửa cháy đến nơi rồi mà người của đế vương các định làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn nhìn địa cầu bị hủy diệt sao? Dù sao cũng là hoàng tộc, đến lúc này rồi còn ăn cây táo rào cây sung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới thế tục đều bùng nổ. Toàn bộ địa cầu đã đi vào thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt, mà một số hoàng tộc thế gia trong đế vương các, còn đang kết thù với thiên đạo minh ước, vô hình chung liên lụy đến lực lượng thiên đạo minh ước đối kháng với chư thiên thần giới. Hơn nữa, dưới sự kìm hãm của đế vương các, thiên đạo minh ước căn bản không thể thoát ra được, điều này không khỏi khiến cho tất cả mọi người hoài nghi mục đích thực sự của những hoàng tộc kia. Nếu là trước đây, đế vương các và thiên đạo minh ước tranh đoạt quyền khống chế vùng ngoài lãnh thổ thì còn dễ nói, nhưng bây giờ chư thiên thần giới lại sắp đánh tới, chẳng lẽ bọn họ muốn làm chó săn của chư thiên thần giới sao? Chỉ là, dù giới thế tục hay các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ,
giờ phút này đều không rảnh nhúng tay vào những chuyện này. Chương 5189 còn những thế lực thượng cổ từng tham gia vào trận chiến của các vị thần, đặc biệt là thuộc hạ của thần vương Đế Tuấn lúc này cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chân tướng về việc Vũ Vương đánh Trụ Vương trong lịch sử, cũng theo đó mà được công khai. Hóa ra thứ mà Vũ Vương thảo phạt căn bản không phải là Trụ Vương, càng không phải là Đại Thương, mà là thần vương Đế Tuấn đại diện cho chư thiên thần giới thảo phạt. Những yêu ma xuất hiện trong phong thần bảng, thực ra đều là thuộc hạ của thần vương Đế Tuấn, hơn nữa chúng không giống như lời đồn đại, giết những bách tính bình thường. Ngược lại, là võ vương mỗi khi chiếm được một thành trì của triều Thương đều sẽ tiến hành một cuộc đồ sát tàn ác vô nhân đạo. Vài vị tướng đắc lực của thần vương Đế Tuấn cũng đã chết trong trận chiến phong thần. Đó là chưa kể, cho đến cuối cùng, Vũ Vương Cơ Phát đích thân dẫn dắt các cao thủ từ chư thiên thần giới trà trộn vào thế tục, mưu hại thần vương Đế Tuấn, cuối cùng thần vương ngã xuống, thiên hạ thay đổi. Còn Đại Chu từ đầu đến cuối đều hủy diệt hệ thống tín ngưỡng trong thế tục, khiến mọi người không còn tin vào chư thần thượng cổ, thậm chí còn khiến cho mọi người phá hoại tín ngưỡng và thờ phụng long tộc hàng vạn năm qua. Điều này đã dẫn đến việc sức mạnh được sử dụng để duy trì kết giới vũ trụ dần dần suy giảm. Còn bên phía Âu Lục sử dụng danh hiệu Thượng Đế đã khiến mọi người quên đi sự tồn tại của long tộc, thậm chí còn dùng một số thần minh giả tạo để thay thế thần vương Đế Tuấn thời kỳ thượng cổ. Sau khi tất cả sức mạnh tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, kết giới vũ trụ sẽ hoàn toàn mất đi sự chống đỡ, do đó mới có thảm họa ngày nay. Mãi cho đến khi tất cả những điều này được công khai, mọi người ở Âu Lục mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao những thần thoại của bọn họ lại mâu thuẫn và bất đồng như vậy? Hóa ra tất cả đều là giả. Âu Lục căn bản không có cái gọi là văn minh thượng cổ, từ trước đến nay, chỉ có Hoa Quốc mới có nền văn minh và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Từ thời thượng cổ đến nay, trên Âu Lục chỉ có dân đen, căn bản không có cái gọi là thần, càng không có anh hùng gì, đều nhờ thần vương Đế Tuấn của Hoa Quốc thời kỳ thượng cổ bảo vệ hòa bình an ninh cho toàn bộ địa cầu. Những vị thần khác đều là những lời nói dối mà kẻ có mưu đồ bịa đặt ra mà thôi. Mà mục đích của những người đó chỉ là làm cho bọn họ mất tín ngưỡng và tín niệm chân chính, dẫn bọn họ đến vực thẳm của sự vô tri. Giờ phút này, nhà họ Doanh cũng như gặp phải kẻ địch mạnh, Doanh Tử Chi đang ngồi trên vương vị cao vời vợi, sắc mặt trầm như nước, liếc nhìn bốn anh hùng hào kiệt thời chiến quốc. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang ở trong hành lang thời không, kết giới vũ trụ lại gặp nguy hiểm, mọi người có phương pháp gì hay để đối phó không? Trong giọng nói của Doanh Tử Chi, mang theo sự quyết tuyệt. Dù ngọc nát đá tan, với tư cách là thế hệ sau của Thủy Hoàng, bọn họ cũng phải chiến đấu đến chết với kẻ thù xâm lược. Không có tiền lệ cho quân Hắc Kỳ chưa chiến đấu đã đầu hàng. Chương 5190 Hạo Thiên trong âm phủ. Trương Nghi nói nhỏ. Hạo Thiên, mấy người Doanh Tử Chi và Hắc Bá gần như đồng thời nhìn Trương Nghi. Không sai, thần hồn của Tiêu Chính Văn đã từng mượn cơ thể của anh ta. Trước khi Võ Anh Hào rời đi, cũng từng cử người mang đến cho tôi một bức thư. Trong cơ thể của Hạo Thiên, có một phân thân của Tiêu Chính Văn. Bây giờ, người duy nhất có thể chống lại chư thiên thần giới, chỉ có phân thân do Tiêu Chính Văn lưu lại đó. Nếu ngay cả phân thân do Tiêu Chính Văn lưu lại cũng không thể ngăn cản chư thiên thần giới thì chứng tỏ, chúng ta không thể tránh được kiếp nạn này. Cơ thể của Hạo Thiên, cộng với phân thân của Tiêu Chính Văn. Nhưng vấn đề... Đó chỉ là một phân thân của Tiêu Chính Văn mà thôi, thuật phân thân chẳng phải là bí mật gì đối với các lãnh đạo cấp cao của nhà họ Doanh. Cũng giống như phân thân của Khổng Tề Thiên, không phải phân thân nào cũng có thể có sức mạnh như chính bản thể. Hơn nữa, việc thần hồn của phân thân mà Tiêu Chính Văn lưu lại có thể phát huy hết sức mạnh chiến đấu của cơ thể trần thịt của Hạo Thiên hay không, vẫn còn là một ẩn số. Chỉ dựa vào một phân thân, thật sự có thể tham chiến sao? Doanh Tử Chi thở dài, vô cùng lo lắng hỏi. Có lẽ có thể chiến đấu. Dù không được thì còn có chúng ta. Trương Nghi đứng lên, ánh mắt kiên định nói. Hắc Bá trầm ngâm hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu bổ sung, Thế Tử, có thể thử một phen, có điều, chúng ta còn cần phải chuẩn bị tốt hai thứ. Thứ nhất, trước tiên cứ để Trương Nghi đến âm phủ, đưa phân thân của Tiêu Chính Văn qua đó. Thứ hai, chúng ta cũng cần tập hợp quân Hắc Kỳ. Đợi ở gần đó, chỉ chờ quân đội của chư thiên thần giới tiếp cận thì sẽ dùng toàn lực giết ra. Doanh Tử Chi trầm mặc hồi lâu, sau đó mới khẽ gật đầu nói, được, bây giờ cũng chỉ còn cách này mà thôi.
Trương Nghi ôm quyền với Doanh Tử Chi, sau đó quay người sải bước ra khỏi đại sảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời không hửng những ánh bình minh như thường lệ mà vẫn tối đen như mực. Mãi cho đến giữa trưa, trên bầu trời mới có vô số ánh sáng bạc chiếu xuống, giống như thác nước ánh sáng từ dải ngân hà tuôn xuống, bao phủ toàn bộ thế giới trong một tầng màu bạc. Bọn họ đến rồi, tải app Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Bên trong Long Các, Thiên Tử đột nhiên đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài đại điện, toàn bộ võ tông Hoa Quốc có vô số đao kiếm mọc lên như nấm, như gặp phải kẻ địch mạnh. Tất cả các thế lực bên ngoài vùng lãnh thổ đã lần lượt mở ra các trận pháp bảo vệ của riêng mình, chờ đợi chư thiên thần giới. Khắp âm phủ, vô số âm binh và quỷ tướng nhìn về phía hư không với vẻ mặt nghiêm trọng, sát khí nồng đậm từ dưới đất tỏa ra. Ở nơi sâu trong âm phủ, phân thân của Tiêu Chính Văn vừa mới hợp nhất với thân xác của Hạo Thiên, với áp lực của luồng khí tức kinh thiên này, thân xác của Hạo Thiên đột nhiên mở mắt. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Trương Nghi an tâm nói, trận chiến sắp bắt đầu. Chương 5191, một khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người Tiêu Chính Văn, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cùng lúc đó, phủ thành chủ thành Thiên Đô và mọi người của Thiên Cung Bắc Cực cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cùng với một ngôi sao băng rơi xuống, dường như tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch. Ngôi sao băng đó biểu thị rằng chư thiên thần giới sắp chính thức phát động một cuộc tấn công vào địa cầu. Khi sao băng xuyên qua bầu trời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét cuồn cuộn, nhất thời, một tiếng động lớn như trời sập đất nứt, vang vọng toàn bộ mấy ngàn dặm. Như thể hai vũ trụ đang va chạm và hợp nhất. Ngay sau đó, bầu trời cũng rung chuyển, hầu như tất cả mọi người trên toàn bộ địa cầu đều cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ này. Lúc này, ánh sáng bạc vô tận từ trên trời chút xuống, hoàn toàn thay thế mặt trời thiêu đốt. Các cao thủ chư thiên thần giới nhiều không đếm xuể, từ từ xuất hiện trên bầu trời. Đại quân không thể nhìn thấy điểm cuối cùng khiến da đầu của tất cả mọi người tê dại. Thiên kiếm thánh quân ở đây, người của nhà họ Khổng sao không tới tiếp đón. Một giọng nói già nua vang vọng khắp đất trời, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người đều đau nhói. Lúc này, trong một ngọn núi sâu bên ngoài vùng lãnh thổ, một bóng người bay vút lên, Tử Hoàn kiêu ngạo đứng trên hư không, cúi đầu hành lễ với Thiên Kiếm Thánh Quân. Tử Hoàn thay mặt nhà họ Khổng, thay mặt sư gia Khổng Khưu, bái kiến người bề trên. Trước mặt mọi người trong toàn thế giới, Tử Hoàn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người nhất thời sững sờ. Đặc biệt là những nho sĩ một mực thờ phụng Khổng Thánh, bây giờ càng không thể tin vào mắt mình. Đó là Tử Hoàn, người phát ngôn của Khổng Khưu bên ngoài vùng lãnh thổ, người chủ sự chân chính của nhà họ Khổng, công khai quỳ trước mặt những kẻ xâm lược của chư thiên thần giới trước hàng triệu con mắt của toàn thế giới. Không chỉ Tử Hoàn, mấy người Tử Cống, Tử Dư, Tử Sản cũng lần lượt bay lên hư không, quỳ gối trước mặt Thiên Kiếm Thánh Quân. Bốn tên nhà họ Khổng đều đã quy thuận chư thiên thần giới, hay nói cách khác, bọn họ chính là tay sai và nội gián của chư thiên thần giới trong việc đến xâm chiếm địa cầu. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu vì sao thiên tử của Hoa Quốc muốn tiêu diệt nhà họ Khổng, phá bỏ Khổng Miếu. Thiên Kiếm Thánh Quân khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bao kiếm, rồi nhìn xuống đám người phía dưới. Chương 5192, sau lưng ông ta, khí tức của Cổ Vạn Giới và Diệm Thiên cũng kinh thiên động địa, như thể vị thần giáng thế, chậm rãi lộ ra thân hình cao lớn. Chưa nói đến đại quân lớn mạnh của chư thiên thần giới, chỉ tính riêng ba người bọn họ cũng đủ áp đảo toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ không ngóc đầu lên được. Ngay cả Mã Vương gia, dưới sự uy áp của ba người bọn họ, cũng không thể đứng thẳng. Loại khí thế này, đơn giản có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nhà họ Khương ở vùng ngoài lãnh thổ, thề chết không đầu hàng. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo trắng một bước đạp lên hư không. Lập tức, vô số ánh sáng bạc chút xuống, bao phủ người đàn ông áo trắng trong một mảnh ánh bạc. Vèo, trong nháy mắt, người đàn ông áo trắng đó hóa thành một màn xương máu, tiêu tan giữa không trung. Thậm chí hắn còn chưa tới gần ba người Thiên Kiếm Thánh Quân đã chết ngay tại chỗ, đám người ngoài vùng lãnh thổ nhao nhao nhắm mắt lại, đều cảm thấy thương tiếc cho hắn. Hừ, tôi không tin, các người có thể giết hết người trong thiên hạ. Vừa dứt lời, một ông lão tóc trắng cũng bước đạp lên hư không, chỉ vào bốn tên nhà họ Khổng nói, các người đúng là cáo đội lốt người. Khổng Thánh,
nho ra gì chứ? Các người còn không bằng một con chó. Ngay cả súc sinh cầu xin thương xót cũng biết trung thành bảo vệ chủ, các người thì hay rồi, ăn cây táo rào cây sung, bán chủ cầu vinh. Nghe lời giận dữ mắng mỏ của ông lão, Tử Cống lạnh lùng quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, nói với đám người Thiên Kiếm Thánh Quân, để các vị chê cười rồi. Nô tài sẽ giết một người dân trăm người. Vừa dứt lời, Tử Cống vung kiếm ra, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt đã chém ông lão tóc trắng thành thịt vụn, hào quang thần bí chói mắt chiếu sáng cả bầu trời. Thực lực của mấy người Tử Cống bây giờ đã vượt qua chuẩn thánh cấp 2, giết chết ông lão tóc trắng này chỉ như bóp chết một con kiến. Thế nhưng hành động của bọn họ cũng hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người. Tại sao nhà họ Khổng mấy người lại bán đứng địa cầu, ông lão thiên tinh thật sự không đè nén nổi lửa giận trong lòng, lớn tiếng chất vấn. Dù thế nào ông ta cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao người nhà họ Khổng lại làm tay sai cho chư thiên thần giới, hơn nữa còn ra tay giết hại cả đồng bào ở vùng ngoài lãnh thổ. Cần có lý do sao, Tử Cống khinh thường nhìn về phía ông lão thiên tinh. Lúc này, cho dù là địa phủ thì cũng chẳng thể làm gì được nhà họ Khổng, đại quân của chư thiên thần giới kéo tới, địa phủ cũng không có ưu thế về mặt số người, nếu như so về thực lực thì 10 địa phủ cũng chẳng thể sánh ngang vai với chư thiên thần giới. Giết, đám đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực và tất cả tông môn của thành Thiên Đô, thành Đại Phong cùng dương cao đao kiếm, đồng thời phát ra tiếng hô giết kinh thiên. Cho dù biết rõ không địch lại được, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Chương 5193 không biết tự lượng sức. Đúng là nực cười, tự tìm đường chết, mấy người Tử Cống đồng loạt nhìn về phía đám người không chịu khuất phục kia bằng vẻ mặt chế nhạo, trong ánh mắt ngập tràn sự lạnh lùng. Chém, Thiên Kiếm Thánh Quân thốt ra một chữ chém, một thanh kiếm lớn kinh thiên xuất hiện giữa khoảng không, chỉ trong nháy mắt, trời đất tối đen, cả hư không mịt mù cát vàng. Cùng lúc này, các nơi trên thế giới đều đang trời rung đất lở, biển gào rít và cuồn cuộn dâng lên từng ngọn sóng cao ngút trời. Vô số dãy núi gần như bị san phẳng cùng một lúc, những âm thanh khủng khiếp vang lên không ngừng bên tai. Đám người của Thiên Cung Bắc Cực và thành Thiên Đô đều bị khí tức cuồng bạo thổi cho bay ngược ra sau. Vô số người nổ tung thành bụi máu và tan biến giữa không trung chỉ trong nháy mắt. Giống như những gì mấy người Tử Cống đã nói, sự phản kháng của mấy người ông lão thiên tinh chẳng khác gì đang tự chuốc lấy thương vong, Thiên Kiếm Thánh Quân chỉ mới thốt ra một từ mà đã khiến cho vô số người đầu lìa khỏi cổ. Ngay sau đó, một ánh kiếm lóe lên, khí tức giữa đất trời cũng lập tức biến đổi. Vô số người đều biến thành hồn ma bên dưới lưỡi kiếm chỉ trong khoảnh khắc. Đây là sự đàn áp của thực lực tuyệt đối, trái tim của tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ lập tức bao phủ một tầng hơi mù của sự tuyệt vọng. Chỉ một chiêu mà đã khiến cho vô vàn sinh linh hóa thành cho bụi, như vậy thì bọn họ còn biết phản kháng thế nào nữa đây? Sức mạnh của đôi bên căn bản không ở cùng một đẳng cấp, cho dù bọn họ không màng sống chết thì cũng làm sao có thể ngăn cản được bước chân tiến công của đối phương cơ chứ? Đây không còn là cuộc chiến đấu nữa rồi mà là đang đơn phương giết chóc. Kiếm khí khủng bố giống như một thanh kiếm lớn treo lơ lửng trên trái tim của mọi người, dường như khiến cho tất cả mọi người đều hoàn toàn buông bỏ ý định phản kháng. Vào lúc tất cả mọi người lòng đã nguội lạnh như cho tàn, định sẽ buông bỏ vũ khí, một tia sáng màu vàng đột nhiên dâng lên từ trong âm phủ, ánh sáng màu vàng đó chiếu rọi khắp mặt đất, giống như một tia dáng chiều màu vàng chiếu thẳng vào trong tim của mỗi người. Tia sáng màu vàng này chia cắt liên hệ giữa vùng ngoài lãnh thổ và mấy người Thiên Kiếm Thánh Quân, cũng hoàn toàn cắt đứt kiếm khí khủng bố kia. Không chỉ có mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, ngay cả bên phía thế tục cũng nhìn thấy rất rõ, có thể nói là cả địa cầu đều đang quan tâm tới kết quả của trận chiến này. Mà trận chiến này còn trực tiếp quyết định vận mệnh của cả địa cầu, dù là loài người hay là những sinh linh trên địa cầu thì chuyện sống chết đều phụ thuộc vào trận chiến này. Chương 5194 soạt, một thanh kiếm cổ loại trừ tất cả kiếm khí, không khí bình yên bao trùm khắp không gian. Là sắt mẹ, Tử Hoàn là người đầu tiên nhận ra thanh kiếm cổ đó là do sắt mẹ hóa thành. Đó là vật từ thuở bàn cổ khai thiên lập địa, uy lực siêu phàm, vừa có thể giết chết sinh linh bằng mũi kiếm ba tấc, cũng có thể ngăn chặn mọi sự gian ác và giết hại trên thế gian. Khi Tử Hoàn vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía âm phủ. Đó là cậu Tiêu sao? Là vua Bắc Lương, không sai, nhất định là vua Bắc Lương. Gần như cả Hoa Quốc đều đang hò reo, lúc này,
ngoại trừ vua Bắc Lương trong lòng họ ra thì bọn họ thật sự chẳng thể nghĩ ra được ai có thể xoay chuyển được tình thế. Còn ai có thể cứu bọn họ ra khỏi tình cảnh hiểm nguy này nữa đây? Đám người trong điện thần long cũng đồng loạt thẳng lưng, nhảy vọt lên hư không, mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là đế cảnh, thế nhưng bọn họ vẫn bằng lòng chiến đấu cùng với Long Vương của bọn họ. Long Vương, chúng tôi xin thề có chết cũng phải đi theo anh. Mấy người lui xuống đi, trận chiến này mấy người không thể tham gia được, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, cao ngạo nhìn về phía hư không. Lúc này, khắp người Tiêu Chính Văn đều được bao trùm trong màn ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu vàng đó lại giống như một kết giới không thể phá vỡ, ngăn cách vùng ngoài lãnh thổ và chư thiên thần giới. Không ngờ cậu lại học được thuật phân thân, còn lưu lại một phân thân ở trong âm phủ, Tử Cống lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trong mắt ngập tràn nỗi căm hận. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy người Tử Cống và cả đám người chư thiên thần giới phía sau lưng bọn họ. Lúc này, mấy người Tử Cống đồng loạt lấy ra cuốn sách thượng cổ, tiến lên trước một bước, ở phía sau lưng họ còn có mấy người Thiên Kiếm Thánh Quân, Cổ Vạn Giới và cả vô số đại quân của chư thiên thần giới. Thế nhưng bên phía Tiêu Chính Văn lại chỉ có một mình Tiêu Chính Văn cao ngạo đứng đó. Phía sau lưng anh là cả vùng ngoài lãnh thổ, thế tục và con dân Hoa Quốc mà cả đời này anh buộc phải bảo vệ. Dựa vào một mình cậu mà cũng muốn ngăn cản bước chân của chúng tôi sao, Cổ Vạn Giới lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Có gì mà không thể, Tiêu Chính Văn bình thản đáp lời. Cậu quả thực không giống với người khác, lá gan của cậu ngay cả tôi cũng phải thầm cảm thấy nể phục. Chỉ cần cậu chịu quy thuận về dưới trướng tôi chương 5194 soạt. Một thanh kiếm cổ loại trừ tất cả kiếm khí, không khí bình yên bao trùm khắp không gian. Là sắt mẹ, Tử Hoàn là người đầu tiên nhận ra thanh kiếm cổ đó là do sắt mẹ hóa thành. Đó là vật từ thuở bàn cổ khai thiên lập địa, uy lực siêu phàm, vừa có thể giết chết sinh linh bằng mũi kiếm ba tấc, cũng có thể ngăn chặn mọi sự gian ác và giết hại trên thế gian. Khi Tử Hoàn vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía âm phủ. Đó là cậu Tiêu sao? Là vua Bắc Lương, không sai, nhất định là vua Bắc Lương. Gần như cả Hoa Quốc đều đang hò reo, lúc này, ngoại trừ vua Bắc Lương trong lòng họ ra thì bọn họ thật sự chẳng thể nghĩ ra được ai có thể xoay chuyển được tình thế. Còn ai có thể cứu bọn họ ra khỏi tình cảnh hiểm nguy này nữa đây? Đám người trong điện thần long cũng đồng loạt thẳng lưng, nhảy vọt lên hư không. Mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là đế cảnh, thế nhưng bọn họ vẫn bằng lòng chiến đấu cùng với Long Vương của bọn họ. Long Vương, chúng tôi xin thề có chết cũng phải đi theo anh. Mấy người lui xuống đi, trận chiến này mấy người không thể tham gia được, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, cao ngạo nhìn về phía hư không. Lúc này, khắp người Tiêu Chính Văn đều được bao trùm trong màn ánh sáng màu vàng đó lại giống như một kết giới không thể phá vỡ. Ngăn cách vùng ngoài lãnh thổ và chư thiên thần giới. Không ngờ cậu lại học được thuật phân thân, còn lưu lại một phân thân ở trong âm phủ, Tử Cống lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trong mắt ngập tràn nỗi căm hận. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy người Tử Cống và cả đám người chư thiên thần giới phía sau lưng bọn họ. Lúc này, mấy người Tử Cống đồng loạt lấy ra cuốn sách thượng cổ, tiến lên trước một bước, ở phía sau lưng họ còn có mấy người Thiên Kiếm Thánh Quân, Cổ Vạn Giới và cả vô số đại quân của chư thiên thần giới. Thế nhưng bên phía Tiêu Chính Văn lại chỉ có một mình Tiêu Chính Văn cao ngạo đứng đó. Phía sau lưng anh là cả vùng ngoài lãnh thổ, thế tục và con dân Hoa Quốc mà cả đời này anh buộc phải bảo vệ. Dựa vào một mình cậu mà cũng muốn ngăn cản bước chân của chúng tôi sao, Cổ Vạn Giới lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Có gì mà không thể, Tiêu Chính Văn bình thản đáp lời. Cậu quả thực không giống với người khác. Lá gan của cậu ngay cả tôi cũng phải thầm cảm thấy nể phục, chỉ cần cậu chịu quy thuận về dưới trướng tôi bằng lòng dẫn cậu trở về tông môn và bồi dưỡng cậu giống như đệ tử thân truyền. Cổ Vạn Giới nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt lấp lánh. Đừng nói là vùng ngoài lãnh thổ hay thế tục, dù ở chư thiên thần giới, người không biết sợ chết giống như Tiêu Chính Văn quá hiếm hoi. Bằng lòng dẫn cậu trở về tông môn và bồi dưỡng cậu giống như đệ tử thân truyền. Cổ Vạn Giới nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt lấp lánh. Đừng nói là vùng ngoài lãnh thổ hay thế tục, dù ở chư thiên thần giới, người không biết sợ chết giống như Tiêu Chính Văn quá hiếm hoi. Chương 5195 mấu chốt nhất vẫn là thiên phú của Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả Cổ Vạn Giới cũng phải thầm thốt lên kỳ tài,
một nhân vật nhỏ bé xuất thân từ trong thế tục lại có thể quyết định sự sống chết của cả một đại giới chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, điều này chưa từng có tiền lệ. Nếu như có thể thu nhận người giống như vậy vào trong tông môn, đối với ông ta mà nói đương nhiên sẽ có được vô vàn lợi ích. Tiêu Chính Văn, cậu có biết dù là Bạch Khởi đối diện với tình thế bây giờ thì cũng không dám chiến đấu. Tôi có thể nhìn ra được khí thế của Thủy Hoàng và Nữ Đế năm xưa từ trên người cậu, Tử Hoàn thở dài một tiếng. Với cục diện bây giờ mà nói, thắng thua đã định, bọn họ căn bản không vội vàng giết chết Tiêu Chính Văn. Chưa nói tới ba cao thủ mạnh của chư thiên thần giới, chỉ dựa vào bốn thánh của nhà họ Khổng cũng đủ để dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết rồi. Huống hồ gì sau lưng bọn họ còn có cả chư thiên thần giới. Tiêu Chính Văn bây giờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dẫu sao đây cũng chỉ là một phân thân của anh, cộng thêm việc vẫn chưa hoàn toàn ăn khớp với thân xác của Hạo Thiên, vậy nên trạng thái của Tiêu Chính Văn bây giờ đã tụt xuống mức thấp nhất. Đám người ở vùng ngoài lãnh thổ, đặc biệt là mấy người ông lão thiên tinh đều lo lắng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, bọn họ đương nhiên hiểu rõ Tiêu Chính Văn thực thụ đã tiến vào hành lang thời không từ lâu, trước mắt chỉ là một phân thân của Tiêu Chính Văn mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn giờ cảnh giới không ổn định, lúc cao lúc thấp, thậm chí thần hồn và thân xác đó cũng chưa dung hợp được hoàn toàn, lỡ như đôi bên ra tay, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Cậu Tiêu đấu nổi không? Nếu như đây không phải phân thân của cậu Tiêu thì có thể còn đấu được một trận, thế nhưng bây giờ, thật ra thứ khó kiểm soát hơn vẫn là sát mẹ. Với phân thân của cậu Tiêu, muốn vận dụng sát mẹ thành thạo, e rằng khó như lên trời. Mấy người thanh liên nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói với vẻ muôn phần lo lắng. Đối với phân thân này của Tiêu Chính Văn mà nói, sát mẹ gần như trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể kìm hãm được mấy người chư thiên thần giới. Thế nhưng đồng thời bản thân Tiêu Chính Văn căn bản cũng chẳng thể chống đỡ nổi sự tiêu hao cực lớn này. Có lẽ chúng ta nên ra giúp cậu ấy một tay, ông lão thiên tinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói với giọng điệu trầm thấp. Thanh Liên khẽ lắc đầu nói, chúng ta căn bản chẳng thể giúp được gì cho cậu ấy, ngược lại còn trở thành sự phiền toái. Đối diện với mấy người tử cống, mấy người Thanh Liên thấp hơn không chỉ một hai bậc, cho dù ra tay thì cũng chẳng giúp thêm được gì. Ngược lại còn khiến cho Tiêu Chính Văn phân tâm. Cảnh giới của cậu bây giờ còn không ổn định mà cũng dám đứng ra khiêu chiến với chúng tôi hả? Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng chúng tôi vẫn luôn có ân oán rất sâu với cậu, nếu như cậu bằng lòng làm như những gì tôi đã nói, quy hàng phản chiến thì có thể chúng tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Chương 5196 nếu không thì hôm nay sẽ chính là ngày nhà họ Khổng thanh toán với cậu. Tử Hoàn híp mắt, lạnh lùng lên tiếng. Không phải ông ta đang coi thường Tiêu Chính Văn mà là tới cảnh giới như bọn họ thì đừng nói cảnh giới không ổn định, cho dù chỉ sơ suất một chút thôi cũng sẽ mất mạng như chơi. Huống hồ đưa mắt nhìn ra, Tiêu Chính Văn căn bản không có viện binh, dựa vào sức lực của một mình anh thì sao có thể là đối thủ của nhiều người như bọn họ. Ông cho rằng Tiêu Chính Văn tôi cũng không biết liêm sỉ giống như nhà họ Khổng mấy người sao. Cái hạng giống súc vật mà cũng dám ăn nói linh tinh ở trước mặt tôi. Ai cho mấy người cái dũng khí đấy? Tiêu Chính Văn lên tiếng mắng chửi không chút khách khí. Chỉ cần bọn họ động một ngón tay, thậm chí không cần tới chúng tôi ra tay, cậu cũng sẽ hóa thành cho bụi thôi, Thiên Kiếm Thánh Quân cười lạnh lùng nói. Ông ta đương nhiên không có chút thiện cảm nào đối với Tiêu Chính Văn, phải biết rằng Dạ Ma Thiên Chính là đệ tử thân truyền của ông ta, kết quả lại suýt bị Tiêu Chính Văn giết chết ở âm phủ. Mối thù này đương nhiên ông ta phải báo. Huống hồ ba người bọn họ đều là cao thủ ở cảnh giới chuẩn thánh cấp 7, đối diện với một nhân vật nhỏ bé ngay cả cảnh giới chuẩn thánh cấp 1 vẫn chưa ổn định thì làm gì có chuyện khách khí với Tiêu Chính Văn. Cho dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người thì sao? Cách biệt về lực của đôi bên thực sự quá lớn. Tiêu Chính Văn, cậu vẫn không biết điều như vậy sao? Tử Cống cười lạnh lùng nói. Không biết điều ư, mặc dù Tiêu Chính Văn tôi vẫn chưa tới cảnh giới chuẩn thánh cấp 1. Thế nhưng giết mấy người cũng chỉ giống như giết con chó mà thôi. Giọng điệu của Tiêu Chính Văn hết sức bình tĩnh, giống như đang thuật lại một sự thực đã xảy ra. Nếu đổi lại là khi trước, đừng nói là Tử Cống, ngay cả Tử Hoàn cũng không dám phản bác, thế nhưng tình hình bây giờ đã khác, thực lực của mấy người bọn họ đều đã đạt tới chuẩn thánh cấp 2. Hơn nữa Tử Hoàn còn đạt tới cảnh giới chuẩn thánh cấp 3. Ngược lại Tiêu Chính Văn lại cảnh giới chưa ổn định. Lại chỉ là một phân thân mà thôi, bọn họ sao có thể để mặc cho Tiêu Chính Văn hống hách như thế?
Tiêu Chính Văn, hôm nay chúng tôi sẽ phá vỡ thần thoại bất bại của cậu. Để cho cậu biết rằng cái gì gọi là uy phong của bậc thánh nhân không thể mạo phạm. Dẫu sao ai trong số bọn họ cũng là đệ tử thân truyền của Khổng Khư tiếng tăm lừng lẫy, thường ngày đều tự cho mình là thánh nhân, mà Tiêu Chính Văn lại vô số lần khiến họ mất thể diện trước mặt đám đông, còn công khai vạch trần hành vi tội ác của bọn họ. Bọn họ nhất định phải báo mối thù này. Ban đầu tôi còn cho rằng cậu là một người thông minh, thế nhưng không ngờ cậu lại hồ đồ ngu xuẩn như vậy. Đành thôi, hôm nay sẽ cho cậu biết trong vũ trụ bao la này cậu bé nhỏ tới độ nào, cổ vạn giới vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Thiên kiếm thánh quân cũng chậm rãi đứng dậy nhìn Tiêu Chính Văn, trong mắt tôi, sinh linh trên địa cầu các cậu chẳng qua là rất nhỏ bé, dám bất kính với chư thiên thần giới vốn dĩ là tội chết. Nhỏ bé. Chương 5197 Tiêu Chính Văn cười mỉa, trong mắt tôi, các ông còn nhỏ hơn cả kiến nữa kia. Nói rồi mái tóc dài của Tiêu Chính Văn tung bay trong gió, một luồng uy lực kinh thiên động địa. Huênh hoang. Khí tức của Tử Hoàn cũng liên tục tăng lên, lúc này ông ta đã là cao thủ cảnh giới chuẩn thánh cấp 3, cách biệt một trời một vực với trước kia. Đôi mắt ông ta phản chiếu uy lực vô tận của thánh nhân, ngay cả trời đất cũng bỗng dưng xám xịt. Thánh nhân ở phương trời này mạnh đến mức nào? Ngay cả đám người được Tiêu Chính Văn bảo vệ phía sau cũng có thể cảm nhận được khí tức khống chế trời đất. Đây mới là uy lực thánh nhân thật sự, hơn nữa không ít người đều có cảm giác muốn quỳ gục xuống. Và lại đây còn là trong khi Tiêu Chính Văn đã triệt tiêu bớt phần lớn uy lực thánh nhân của Tử Hoàn, nếu không có Tiêu Chính Văn, e là lúc này người vùng ngoài lãnh thổ đã quỳ xuống trước mặt Tử Hoàn rồi. Chỉ một luồng khí tức thôi đã đáng sợ như vậy, trận chiến này còn đánh thế nào nữa? Hệt như một đứa trẻ 3 tuổi đi khiêu chiến với một người lớn 20 mấy tuổi vậy, cho dù là sức lực hay thực lực thì hai bên cũng không cùng một đẳng cấp. Đây cũng chỉ là một chút uy lực thánh nhân của Tử Hoàn thôi. Lúc này dù là muôn thú trong núi cũng đã khuất phục trước uy lực thánh nhân này. Có câu vạn vật đều có linh hồn, ngay cả con hổ được gọi là vua của muôn thú cũng quỳ rạp dưới đất. Phát ra tiếng kêu ư ử ra hiệu bị thuần phục. Lúc này Tử Hoàn như thể trở thành bá chủ của thế giới, là thần sáng tạo ra địa cầu này, tất cả sinh linh đều bị ông ta dẫm đạp dưới chân. Chỉ một ý nghĩ đã khiến cả thế giới phải thần phục, khiến vạn vật quỳ rạp trước mặt, mà mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Trên người Tử Sản cũng xuất hiện vầng sáng thần thánh, trời đất bỗng chốc biến sắc, thậm chí trên bầu trời còn vang lên âm thanh kỳ dị. Mặc dù cảnh giới của ông ta không bằng Tử Hoàn nhưng uy lực thánh nhân này cũng không thua kém gì Tử Hoàn. Tuy Tử Hoàn và Tử Sản vẫn chưa ra tay nhưng chỉ khí thế này thôi đã đủ để khiến thiên hạ khuất phục. Chỉ uy lực này cũng đủ để khiến cậu biến mất, cậu dựa vào đâu mà đấu với bọn tôi, Tử Hoàn cười nhạo nói. Tiêu Chính Văn hơi đánh giá cao thực lực của mình thật, trước tiên chưa kể đám người Thiên Kiếm Thánh Quân đều là cao thủ chuẩn thánh cấp 7. Chỉ riêng mấy người họ cũng có thể quét sạch vùng ngoài lãnh thổ rồi. Chỉ cần những nhân vật thực lực mạnh ở thời cổ đại không ra mặt, họ chính là những người bất khả chiến bại ở thế gian. Huống gì đằng sau họ còn có chư thiên thần giới được xưng là sự tồn tại cấp bá chủ. Cho dù là cổ vạn giới hay thiên kiếm thánh quân, cụ tổ Diệm Thiên cũng là những người có danh tiếng một phương trong chư thiên thần giới. Chương 5198 lúc này khí tức của Tử Hoàn lan rộng ra như thể cả thế giới đều có thể sụp đổ trong thần niệm của ông ta. Cảm giác này quá đáng sợ, thậm chí trong mắt mấy người ông lão thiên tinh cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cách biệt giữa hai bên quá lớn, Tiêu Chính Văn không hề có khả năng thắng, hay nói cách khác dù có cộng thêm tất cả người ở vùng ngoài lãnh thổ thì họ cũng chẳng đáng là gì trong mắt đám người Tử Hoàn. Chỉ riêng uy lực thánh nhân đáng sợ đó thôi cũng khiến họ không thể đấu lại, dù người ta có đứng đó không ra tay, họ cũng không thể đến gần. Hệt như dù có bao nhiêu người cũng không thể đánh thắng được một người khổng lồ. Ngay khi mấy người Tử Hoàn nghĩ rằng mình đã khống chế được mọi thứ, cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng động đậy. Cảnh giới của các ông đúng là cao hơn tôi rất nhiều, nhưng trong mắt tôi cảnh giới không quan trọng như thế, thế giới này cũng không mong manh như các ông nghĩ. Hoa quốc muôn đời của tôi sao có thể yếu ớt như đám cặn bã các ông nghĩ chứ? Tiêu Chính Văn rời tầm mắt về hướng Hoa quốc thế tục, giang tay hô, khí vận Vũ Vương Đại Hạ, đến. Tiêu Chính Văn vừa hô lên thế, nước Hoàng Hà lập tức cuộn trào, khí vận đế vương lúc ẩn lúc hiện lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Khí
khí vận Thang Vương đại thương, đến, chỉ thấy gần Thương Khư bỗng vang lên tiếng đất rung chuyển, núi lung lay, khí tức hình rồng lao thẳng lên trời. Khí vận Thủy Hoàng, đến, lại một tiếng hô nữa vang lên, chỉ thấy vô số tượng binh mã trồi lên từ dưới đất, bóng dáng hình rồng màu đen lao thẳng lên trời. Theo từng tiếng hô của Tiêu Chính Văn đều có khí vận đế vương bay ra. Chẳng qua khí vận đế vương lần này khác với trước đó chỉ là khí vận của một vị đế vương nào đó, còn bây giờ lại là khí vận đế vương của một triều đại. Càng nồng đậm, mạnh mẽ, dày hơn trước đó. Như thể chịu lực uy lực của trời vô tận trong những năm tháng từ xa xưa đến nay của Hoa Quốc. Trong không trung, từ hạ triều đến nay, hư ảnh của tất cả quân vương đều hiện lên trong không trung. Mỗi vị quân vương từng được trời đất công nhận đều xuất hiện, đồng thời cũng hiến tế khí vận đế vương của mình. Vô số khí vận đế vương hợp thành hình giống như một con thương long cực lớn bay vòng quanh Tiêu Chính Văn. Hôm nay tôi sẽ cho những phản tặc như các ông thấy khí vận cổ xưa của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đội mũ, mặc áo tơi từ từ xuất hiện. Xung quanh ông ta đều là thần quang chói mắt, Vũ Vương. Cùng lúc đó, một cái đỉnh cực lớn trong đế khư bỗng trồi lên bay vào không trung. Chương 5199 khí vận đế vương đại hạ lan rộng khắp thế giới, lập tức giành lại quyền chủ đạo của thế giới này trong tay Tiêu Chính Văn. Một uy lực mạnh hơn thánh nhân từ 9 tầng mây rơi xuống, cũng lúc này vô số đại quân của chư thiên thần giới biến thành xương máu. Không ổn, Thiên Kiếm Thánh Quân vội chém một nhát kiếm ra. Cho đến lúc này ông ta mới nhận ra con bài cuối cùng của Tiêu Chính Văn là gì. Đại Vũ là người có thực lực đáng sợ thế nào? Ông ta là người khai sáng của nhân hoàng cổ xưa, là tổ tiên của khí vận đế vương Hoa Quốc. Chỉ một chút khí vận đế vương có thể giết đại quân hàng triệu người của chư thiên thần giới trong tích tắc. Một nhát kiếm này của Thiên Kiếm Thánh Quân cũng bị khí vận đế vương đó vây chặt trên không trung. Hơn nữa ưu thế cảnh giới của họ lập tức trở nên vô dụng trước khí vận đế vương. Khí vận đế vương có thể vượt xa tất cả cảnh giới, dù họ là đại thánh thì cũng phải cúi đầu chịu thua trước khí vận đế vương. Rầm, một tiếng rồng gầm vang lên khắp trời đất, cả không gian đã bị khí vận đế vương vây khốn. Không ổn, cụ tổ Diệm Thiên hét lên, vội vung cây gậy hỏa long trong tay lên, vô số thiên hỏa xanh nhạt bay ra. Nhưng cho dù ngọn lửa đó tinh khiết đến đâu cũng không thể tác động đến kết giới khí vận đế vương tạo ra. Cổ vạn giới cũng khai triển những gì ông ta đã học được trong cả đời mình, nhưng cho dù ông ta có tấn công dữ dội đến đâu thì cũng không có tác dụng gì khi đối mặt với kết giới hình thành bởi khí vận đế vương. Đám người Tử Hoàn cũng lúng túng, họ không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể sử dụng khí vận cổ xưa của Hoa Quốc, thậm chí có thể tùy ý chi phối khí vận của Vũ Vương. Lúc này khí vận của Vũ Vương cũng đang từ tốn phục hồi kết giới vũ trụ, nếu kết giới vũ trụ đó được khôi phục lại hoàn toàn trước khi đám người Thiên Kiếm Thánh Quân quay về chư thiên thần giới thì mấy người họ sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Cậu thế mà có thể sử dụng khí vận đế vương, Thiên Kiếm Thánh Quân không thể tin nhìn Tiêu Chính Văn. Tôi là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, sử dụng khí vận của tổ tiên Hoa Quốc có gì không đúng sao, Tiêu Chính Văn cười nhạo. Không thể nào. Cậu không xuất thân từ hoàng tộc thì sao có thể sử dụng được khí vận đế vương, cổ vạn giới khàn giọng nói. Có thể nói khí vận đế vương thuộc của riêng hoàng tộc, dù thân là một thành viên của hoàng tộc, nếu không phải người của thiên mệnh thì cũng không thể chịu được uy lực của khí vận đế vương. Đám người Tử Hoàn tuyệt đối tin chắc về điều này, dù sao Vương Mãng trước đó cũng là ví dụ điển hình, mặc dù ép buộc thay vận đổi mạng, khoác lên mình hoàng bào nhưng đến cùng vẫn là kết cục rơi đầu. Chương 5200 nói cách khác muốn có được khí vận đế vương hỗ trợ thì phải được trời đất công nhận, hơn nữa phải là người gánh vác quốc vận Hoa Quốc. Thế nên đám người Tử Hoàn mới trở nên hoảng hốt. Người có thể gánh vác quốc vận đều là người được trời chọn, sao có thể là người mà những kẻ không có lương tâm như họ có thể hãm hại chứ? Dù Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường, họ cũng đừng hòng giết Tiêu Chính Văn chứ đừng nói anh có thân phận bất phàm. Đế vương là gì? Không phải là người kiêu ngạo, sai bảo người dân mà là chia sẻ nỗi niềm với dân chúng, không tiếc máu thịt cố gắng bảo vệ Long Quốc. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể cũng thay đổi. Một hình thái cực âm dương hiện ra, sau khi nó xuất hiện, vô số khí vận đế vương biến thành chiến ý ngút trời của Tiêu Chính Văn. Sau đó cảnh giới của Tiêu Chính Văn cũng nhanh chóng tăng lên. Thấy thế,
mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ cũng há hốc miệng. Dù là Thiên Kiếm Thánh Quân hay Cổ Vạn Giới cũng kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Vì cảnh giới của Tiêu Chính Văn đang tăng lên rất nhanh, mà cảnh giới của họ lại giảm xuống. Như thể trời đất đều đang chống đối với họ, đang điên cuồng áp chế cảnh giới của họ. Thấy Tiêu Chính Văn sắp tăng lên đến cảnh giới chuẩn thánh cấp 2, sắc mặt Thiên Kiếm Thánh Quân sa sầm, không thể để cậu ta đột, ông ta còn chưa nói hết câu, cảnh giới lại giảm xuống thêm một bậc. Không chỉ là ông ta, đám người Tử Hoàn cũng thế, một lúc sau cảnh giới đã giảm xuống chuẩn thánh cấp 2. Tiêu Chính Văn chỉ cần đột phá một bậc cảnh giới nữa là có thực lực bằng với đám người Tử Hoàn, hơn nữa với thực lực của Tiêu Chính Văn chưa chắc sẽ thua Thiên Kiếm Thánh Quân cảnh giới chuẩn thánh cấp 5. Lúc này Tử Hoàn cũng hoảng hốt, vì ông ta biết rõ sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn hơn bất cứ ai. Vừa rồi họ còn có thể áp đảo Tiêu Chính Văn bằng cảnh giới nhưng hiện giờ chỉ cần Tiêu Chính Văn đột phá một bậc nữa thì họ đã không có cơ hội thắng rồi. Phải ngăn cậu ta đột phá. Ngay cả Thiên Kiếm Thánh Quân cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nên gào lên với những người khác. Những người lớn tuổi đã trải qua nhiều năm như họ dĩ nhiên là biết bất kỳ sự chênh lệch nhỏ nào cũng đều có thể xoay chuyển tình thế. Ngay khi đám người Tử Hoàn muốn ra tay với Tiêu Chính Văn, trời đất bỗng rung chuyển dữ dội, một tia sáng màu đen tuyền đi vào cơ thể Tiêu Chính Văn. Không ổn, cậu ta, lẽ nào cậu ta muốn nhập ma đạo, Tử Hoàn thất kinh nói. Mãi đến lúc này, mấy người Thiên Kiếm Thánh Quân mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, không ngờ Tiêu Chính Văn lại áp chế họ bằng khí tức đế vương của Hoa Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.